chàng rể kỳ quái, Giang Hải. chương 181, người quan trọng. Tên mặt đen còn nói thêm, những thế gia đó, liệu có nhân cơ hội này mà tiến vào tỉnh Hải Đông không? Đoạn thời gian này những kẻ có khả năng tiến vào tỉnh Hải Đông đều đang có động tĩnh rồi. Còn nữa, cậu tìm người đi nhắc nhở nhà họ hoác ở Đông Nam, đừng có mà chọc giận nhà họ triệu ở phía Bắc. Chúng ta đã phải trả cái giá đắt như vậy, thì tỉnh Hải Đông phải thuộc về nhà họ triệu. Với những người như bọn họ, mỗi một bước đi, mỗi một lời nói đều phải suy nghĩ kỹ càng. Họ không chỉ phải lo lắng về chuyện của tỉnh Hải Đông, mà còn phải chú ý đến các kế hoạch ngầm đối thủ, còn cả những kẻ có khả năng sẽ trở thành người của đối thủ nữa. Tình huống hiện tại của tỉnh Hải Đông, nếu không cẩn thận sẽ trở nên hỗn loạn, tới lúc đó sẽ có kẻ thừa nước đục mà thả câu. Có người nói, còn một vấn đề nữa, ở thành phố Giang Tư có một người tên là Giang Hải trong khoảng thời gian này rất nhiều người gọi anh ta là anh giang vô cùng kiêu căng ngạo mạn người này tôi biết nhưng trước mắt chúng ta sẽ không nên động vào anh ta tên mặt đen nói chờ mấy khu của tỉnh hải đông ổn định thì chúng ta mới xuống tay với thành phố giang tư tên họ giang đấy cho dù có chút thủ đoạn đi trang nữa thì cũng phải đưa tay chịu trói thôi ở chỗ đầu sóng ngọn gió chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là có thể tan xương nát thịt rồi trong cái thế giới ngầm này tất cả đều sẽ ẩn giấu đi. Không chỉ có thành phố Giang Thanh, ngay cả tỉnh Hải Đông và các nơi khác cũng đều như thế. Người bình thường thường không biết gì nhưng bọn họ thì biết. Ở đó mấy cơ sở kinh doanh đèn mờ đều đã đóng cửa. bang đại ca chết, sẽ kéo theo cả hiệu ứng cánh bướm. Buổi tối mọi người rất ít đi ra ngoài chơi, quán bar, sòng bạc, karaoke trong một đêm toàn bộ đều trở thành nơi làm ăn đứng đắn, ngay cả quần áo của mấy cô phục vụ cũng rất kín đáo. Tuy rằng các cô đó không biết vì sao phải ăn mặc bảo thủ như vậy, hơn nữa mấy vị khách bình thường thích sờ mó linh tinh cũng ít đi rất nhiều. Ở thành phố Giang Tư lại là một cảnh tượng khác. Ở đây bây giờ so với trước kia cũng không có gì khác nhau lắm. Cố Huyền Như đi làm, còn Giang Hải vẫn là lái xe. Mỗi ngày đều sẽ rửa một rổ hoa quả chia cho nhân viên, sau đó lại trêu chọc mấy cô gái mấy câu như cho gửi thằng sao sao, kiểu vậy. Vào văn phòng của Cố Huyền Như, Nói mấy câu lưu manh, dỗ vợ vui vẻ, rồi lại mượn cớ mát xa để chấm mút, hoặc là thỉnh thoảng lại ôm ấp. Cuộc sống rất chi là thoải mái, chỉ cần những ngày tháng thần tiên như thế này, Giang Hải đã rất mãn nguyện rồi. Cố huyền như lại che anh phiền, nên đến cả việc đóng dấu văn kiện cũng chẳng thèm nhờ đến anh, cuối cùng anh chỉ có thể sung phong đến công trường ở phía tây thành phố để giám sát. Audio điện tử võ tấn bền Mấy tên chân tay ở thành phố Giang Thanh tuy rất cẩn thận, đường Tuấn dù đã trúng độc, chưa chết ngay được, nhưng cũng đã trúng độc không nhẹ. Sau một ngày, mới có thể âm thầm đi dọc theo con kênh để vào thành phố Giang Tư. Điều này đều đã nằm trong dự tỉnh của Giang Hải. Anh sắp xếp cho thất hồn chữa khỏi độc trên người đường Tuấn, sau đó nói cho đường Tuấn biết ý định của bọn họ. Giang Hải biết đường Tuấn không thể trở thành một người bình thường của thành phố Giang Tư được, anh ta không thuộc về nơi này, hơn nữa ở trong lòng đường tuấn vẫn còn những khúc mắc phải giải quyết thất hồn nhẹ giọng nói với giang hải anh ta hỏi rất nhiều vấn đề giang hải biết thất hồn đang nói về đường tuấn anh cũng biết cái đường tuấn muốn hỏi chính việc tu luyện lên cao hơn anh gật gật đầu không quá để ý thất hồn nói tôi đã cho anh ta một bí thuật giang hải quay đầu trầm mặc một lúc lâu vẫn không nói gì bí thuật bình thường có tác dụng phụ rất lớn cái đường Tuấn muốn làm chỉ là làm một trận tàn sát, đối với anh ta, mạng sống đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Anh ta chính là muốn dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của người nhà họ Triệu ở phía bắc. Nói với anh ta, nếu anh ta rời khỏi thành phố Giang Tư thì đừng bao giờ trở lại. Vẻ mặt của Thất Hồn Hờ hứng, chậm rãi gật đầu. Giang Hải vỗ vỗ chân, nhìn tòa ký túc xá đang dần hoàn thiện, nói với Ngô Mẫn, đẩy nhanh tiến độ lên. Trong vòng một tháng tôi muốn rời tập đoàn Uyển như về đây. Gấp như vậy sao? Giang Hải thản nhiên nói, đến lúc đó, sẽ tiến hành một buổi tiệc chiêu thương ở đây. Nếu như những dự án đó đều được đầu tư, thì tập đoàn Uyển như mới có thể đứng vững ở tỉnh Hải Đông được. Trên đường trở về, anh nhận được điện thoại của cố vân lệ. Mẹ ạ, có chuyện gì vây? Do mỗi ngày anh đều bận rộn ở bên ngoài, buổi trưa không về nên mẹ vợ của anh mỗi ngày đều sẽ hỏi anh về chuyện ăn uống thật ra giang hải đã đề nghị tìm một nữ đầu bếp nhưng cố vân lệ lại cự tuyệt bà cảm thấy dù sao bản thân mình cũng rảnh rỗi nên muốn làm gì đó hơn nữa giang hải cũng rất thích ăn đồ ăn mẹ vợ nấu rất có hương vị gia đình lúc con về mua giúp mẹ một con cá con với uyển như cũng lâu rồi không ăn cá giang hải cười hạnh phúc được ạ à nhớ kỹ nhất định phải tươi, nếu không biết chọn thì cứ chọn con nào còn bơi được ý. Cố vân lệ rông dài nhắc. Mọi người vẫn nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt. Cố vân lệ cảm thấy cố uyển như gả được cho Giang Hải, chính là phúc phận của cô. Nếu không có con nào sống, thì con chọn con nào tai đỏ mắt sáng ý, còn phải còn nguyên vảy nữa. Giang Hải nghe rất chăm chú, người khác có lẽ không thích bị người lớn cằn nhằn, nhưng đối với Giang Hải thì đó lại là hạnh phúc. Giang Hải không đi chợ hải sản, mà trực tiếp đi đến trung tâm thương mại của thành phố Giang Tư. Siêu thị ở đây là dạng hai tầng, thực phẩm cũng rất tươi. Đi dạo một vòng, thì xe đẩy của anh càng ngày càng nhiều. Anh biết cố huyền như thích ăn đồ ăn vặt nên cố ý mua nhiều một chút. Lại nhớ ra cố vân lệ ca thán rẻ lau trong nhà chất lượng không tốt nên dứt khoát mua một lố luôn. Cũng tiện thể mua một ít rượu mà lôi nhân hào thích uống nữa, thật ra giang hải đã mua cho cha vợ không ít rượu ngoại rồi nhưng không hiểu sao lôi nhân hào lại chỉ thích loại rượu giá rẻ mất trục tệ này mua xong đồ giang hải gửi lại chúng để đi lên tầng đồ điện gia dụng cây lau nhà cứ phải nhấc lên nhấc xuống khiến cho mẹ vợ thân yêu của anh mệt chết đi được giang hải không hiểu lắm nên đã trực tiếp mua hai con robot hút bụi đắt nhất đồ đắt chất lượng chắc chắn cũng sẽ tốt hơn nữa nhà cũng có rất nhiều cửa sổ lau bằng tay thì đúng là không ổn nên có người máy sẽ đỡ hơn nhiều. Thời gian còn sớm, hơn nữa đổ điện gia dụng ở trung tâm thương mại thành phố Giang Tư lại giao hàng tận nhà nên Giang Hải lưỡng thững đi dạo. Hiện giờ, khoa học kỹ thuật rất phát triển nên có rất nhiều việc máy móc có thể làm con người được. Anh ơi, anh ơi! Ở phía sau, bỗng nhiên có tiếng gọi nũng nịu. Sau đó tiếng giày cao gót vang lên. Giang Hải hiếu kỳ quay đầu, đứng trước mặt anh chính là một mỹ nữ. Cô gái mặc một chiếc áo bó sát màu hồng nhạt, gương mặt trang điểm rất tinh tế, hai chân dài được chiếc quần bò bó lại, thon dài thả mê người. Dáng người hoàn mỹ, tỷ lệ tiêu chuẩn nên quần áo đã tôn lên dáng vẻ khiến người ta ao ước. Cô gái xinh đẹp này đang đi đến trước mặt Giang Hải. Cô gái có cái cổ tuyết trắng, xương quai xanh quyến rũ, đôi môi đỏ mọng trúng chím, cả người tỏa ra hương vị động lòng người. Cô gái này đúng chuẩn là mỹ nhân trong mộng của cánh đàn ông luôn. Tin rằng nếu đưa cô gái này đến trước mặt thì chẳng có người đàn ông nào có thể ngồi yên không loạn, chẳng ai có thể kháng cự được loại hấp dẫn này. Nhưng, Giang Hải lại hờ hững nhìn. Anh dùng ánh mắt lạnh như băng của mình đánh giá cô gái từ trên xuống dưới, không hề dao động. Phụ nữ mà anh đã gặp rất nhiều. Người xinh đẹp như cô anh cũng đã thấy rất nhiều rồi. Tuy Giang Hải thừa nhận cô gái này đích thị có khả năng khiến đàn ông điên đảo, nhưng đối với đế vương mà nói thì anh lại chẳng có hứng thú với loại quyến rũ lộ liễu như cô nàng này, mà còn cảm thấy ghê tởm, buồn nôn. Theo lẽ thông thường thì những cô gái như thế này đều ham hư danh lợi lộc, nếu không có gì khiến cho cô ta cảm thấy hứng thú, thì cô ta tuyệt đối không thèm nói chuyện với người khác đâu. Cô ta bắt chuyện với Giang Hải chắc chắn là có mục đích. Đối phó với loại người này, Giang Hải cũng lời phản ứng. Ở thế giới ngầm cũng từng có cô gái cực phẩm mời Giang Hải ăn tối thậm chí trước mặt mọi người còn tỏ vẻ nguyện ý hầu hạ đế vương nhưng giang hải lại cự tuyệt cô gái trước mắt làm sao có thể so sánh với cô nàng kia được cô gái kia thật sự đã khiến giang hải động tâm nhưng anh vẫn giữ vững được chấp niệm trong lòng nên đã từ chối huống chi là cô gái dung tục trước mắt này anh ơi chuyện gì giang hải thản nhiên hỏi giọng nói bình tĩnh không hề gợn sóng cô gái lén đánh giá giang hải một chút dáng người của anh cũng bình thường thôi tuy đang mặc hàng hiệu nhưng khi so sánh với sản phẩm hàng hiệu thủ công thì quần áo trên người của giang hải chỉ là hàng vỉa hè thôi trên tay không đeo đồng hồ cũng không nhìn thấy dấu vết đeo đồng hồ chân đi một đôi giày ra bám đầy bụi cô gái này đương nhiên không biết giang hải đã đi bộ cả nửa ngày ở công trường ở phía tây thành phố nên trên giày đầy bụi là chuyện bình thường nhìn giang hải như vậy đúng là không thể đoán được anh là kiểu nhân vật gì theo cô ta quan sát, người đàn ông này đúng là rất giống với tin đồn. Bộ dạng bình thường như vậy mà còn được bao nuôi, đúng là nực cười mà. Có rất nhiều loại đàn ông như thế này, đều không thể giữ được mình trước mỹ nữ. Chỉ cần cô ta liếc mắt một cái thì họ sẽ nổi lên phản ứng sinh lý. Chỉ cần cô ta ngoắc ngoắc ngón tay, thì họ sẽ quỳ xuống phục vụ cô ta. Anh ơi anh có rảnh không, giúp em một chút được không? Em mua một ít đồ nhưng lại không sách được giọng nói càng thêm mê người. Hơi thở mềm mại có thể khiến cho người đối diện mềm cả người. Mặt Giang Hải không chút thay đổi, không rảnh. Nói xong anh định xoay người rời đi. Ngay lúc quay đầu đi thì Giang Hải nhìn thấy một cái váy, anh nghĩ nó rất hợp với Cố Uyển Như. Mua về cho Cố Uyển Như mặc thử, nếu không vừa cùng lắm thì trả lại. Còn với cô gái kia thì anh chẳng thèm nhìn. Tần Hiên đã từng đùa giỡn nói qua một lần, có vài nơi, tồn tại một loại phụ nữ, được mệnh danh là cô gái vàng. Loại con gái này bình thường chất lượng khá cao, thiếu chút phong trần, lại thừa mị lực, không chỉ có gương mặt xinh đẹp và dáng người hoàn mỹ, mà thậm chí nhiều người trong số họ còn có bằng cấp rất cao. Loại phụ nữ này dù là quan hệ xã hội, làm ăn, hay chỉ đơn thuần đam mê tiệc tùng, thì đều có thể làm được một cách rất tự nhiên, làm cho đối phương rất vừa lòng. Hơn nữa sau khi xong việc đối phương còn không muốn rời đi. Thậm chí, còn có thể lấy được không ít các loại tình báo. Có thể nói, họ là gái gọi cao cấp. Nếu muốn ngủ với họ thì còn phải xem thân phận của đối phương. Bán thân thì có thể, nhưng nhất định sẽ không bán với giá thấp. Cô gái trước mắt này, dù là dáng người hay khuôn mặt thì đều là loại thượng thừa. Tuy Giang Hải không muốn đoán bậy xem cô gái này có phải loại phụ nữ như vậy hay không, nhưng thái độ này đã tố cáo cô ta rồi. Theo lý thuyết, loại phụ nữ này cho dù là cần người sách túi hộ cũng sẽ không tìm loại người như Giang Hải. Mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng Giang Hải vẫn không muốn nghĩ nhiều. Chuyện này không liên quan đến anh. Giang Hải cất bước, khóe miệng của cô gái bất giác mà nhếch lên. Người đàn ông này đúng là chẳng ra gì, cô ta chỉ nói có một câu mà đã muốn tới gần người mùi thơm trên người cô rồi. Có lẽ hôm nay cô không chỉ tìm được người tình nguyện sách túi cho mình, mà còn tìm được người chịu bỏ tiền ra rồi. Hơn nữa nhiệm vụ kia của cô ta cũng đã hoàn thành. Tiền chắc chắn là sẽ về túi rồi. Chương 182, ức hiếp. Cô gái này nghệ danh là Hồng Ngọc, cô ta là người do Cơ Tử Ý phái tới. Nếu không phải vì số tiền thù lao kia, thì cô ta sẽ không bao giờ nói chuyện với loại người dưới đáy xã hội như Giang Hải. Đàn ông dù sao cũng chỉ là đàn ông mà thôi, ai mà lại chê thịt chứ? Cơ Tử Ý phái một cô nàng xinh đẹp như Hồng Ngọc xà vào lòng Giang Hải. Anh ta nghĩ là Giang Hải sẽ không nhịn nổi. Nếu như xảy ra chuyện gì thì đúng lúc có thể nhân cơ hội này trà trộn vào tập đoàn Uyển Như, hoặc có thể mượn thân phận của Giang Hải để lấy được một ít tin tức. Việc điều tra đàn ông thì Hồng Ngọc chính là cao thủ, hơn nữa anh ta cũng rất tin tưởng cô ta. Vào thời khắc mấu chốt của đàn ông, cô nàng chỉ cần không cho anh ta động vào thì lúc ấy để được thỏa mãn, anh ta sẽ không do dự gì mà trả lời tất cả những gì cô ấy muốn biết loại tình huống này hồng ngọc đã trải qua nhiều lần rồi và lần nào cũng thành công nhưng điều khiến cho hồng ngọc không thể ngờ được chính là giang hải lại không thèm nhìn cô ta trực tiếp đi lướt qua cô ta gương mặt hồng ngọc tức giận phừng phừng cô ta quyến rũ động lòng người như vậy mà anh không nhìn thấy anh bị mù sao anh không chỉ có không nịnh nọt lấy lòng cô ta mà còn trực tiếp đi lướt qua cô ta trước mặt những ông trùm hồng ngọc chẳng qua chỉ là đồ chơi chỉ là con chim hoàng yến để bọn họ có thể tùy ý sắp xếp nhưng ở trước mặt tên nghèo hèn như giang hải thì cô ta chính là một nữ vương cao cao tại thượng giang hải có thể nói với cô ta mấy câu đã là phúc phận mà anh tu tám kiếp rồi nhưng vẻ mặt này của hồng ngọc rất nhanh đã khôi phục như bình thường chốc lát đã trở lại dáng vẻ quyến rũ như ban đầu cô ta vẫn nhớ mục đích tiếp cận giang hải là gì mặc dù giang hải khiến cô ta khó chịu nhưng cô ta vẫn phải giả vờ là thích anh Cô ta vươn bàn tay mềm mại trắng như tuyết ra giữ chặt cánh tay của Giang Hải, tay kia thì nhẹ nhàng đặt trên bả vai của anh. Giang Hải bị kéo nên buộc phải dừng bước. Hồng Ngọc hơi cúi đầu, thẹn thùng, cắn cắn đôi môi đỏ mọng. anh gì ơi, đừng đi vội như vậy mà, tôi không phải là kiểu phụ nữ như anh nghĩ, chỉ là, chỉ là đi bộ mệt quá, mà lại hơi nhiều đồ cho nên tôi sách không hết nên mới nhờ anh giúp mà thôi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh không muốn kết bạn với tôi sao? Nói xong, Hồng Ngọc tới gần Giang Hải, thân hình mềm mại như gần như xa dựa vào Giang Hải. Loại hấp dẫn như vậy đúng là quá có cưỡng rồi. Cô ta đang dụ dỗ Giang Hải nhưng lại không khiến người ta cảm thấy nó là thấp hèn. Nếu là một người đàn ông bình thường lúc này nhất định sẽ muốn gần thêm một chút, gần thêm một chút nữa. Nhưng Giang Hải lại rất phản cảm với loại hành động này, chỉ cảm thấy loạn đàn bà này rất dơ bẩn. Không chỉ thân thể dơ bẩn, mà linh hồn cũng rất dơ bẩn. Giang Hải khẽ nhíu mày, khẽ hất bả vai một cái. Lập tức, cánh tay đặt lên vai của anh bị hất ra. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Giang Hải cũng bị gạt ra. Không muốn. Câu trả lời rất đơn giản, trực tiếp, rõ ràng. Lúc này, giọng nói của Giang Hải lạnh như băng. Tuy anh không có thành kiến gì với việc bán mình của Hồng Ngọc, vì việc thuận mua vừa bán là một việc rất bình thường. Nhưng nếu cô gái không biết xấu hổ này vẫn còn quấy dậy anh, thì Giang Hải sẽ không khách sáo nữa. Anh, sắc mặt Hồng Ngọc trở nên có chút khó coi, hơn nữa lời nói của Giang Hải khiến cô ta rất khó xử. Cô ta đã chủ động đến thế rồi mà Giang Hải vẫn cự tuyệt. Hơn nữa anh còn cự tuyệt rất tuyệt tình, giống như anh chẳng có chút cảm tình nào với cô ta, không những thế lại còn có chút chán ghét. Tuy rằng biểu hiện của cô ta đều là giả vờ bày ra vẻ mặt thẹn thùng quyến rũ, nhưng Giang Hải lại cự tuyệt, điều này làm cô ta cảm thấy bị coi thường vốn dĩ loại đàn ông như Giang Hải, chỉ cần cô ta dở chút thủ đoạn nhất định sẽ nhiệt huyết sôi trào, hận không thể ngay lập tức bổ nhào vào cô ta ngay lập tức. Nhưng sự thật lại dáng cho cô ta một cái tát như trời dáng. Ôi ôi! Hồng Ngọc yêu kiều hơi ngã về phía Giang Hải, nhìn như cô ta đang sắp ngã vậy. Giang Hải quay đầu lại, Hồng Ngọc đang hoảng hốt ngã tới. Hồng Ngọc hừ lạnh trong lòng, nếu là người cô ta đã nhắm tới thì làm sao mà thoát được, để xem anh sẽ tỏ ra thanh cao được đến lúc nào. Có lẽ anh ta chỉ có vẻ bề ngoài lạnh lùng như vậy thôi, thật ra trong lòng sớm đã vui như mở hội rồi. Đến khi khoảng cách giữa Hồng Ngọc và Giang Hải chỉ có nửa mét, thì cô ta phát hiện, khóe miệng của Giang Hải khẽ nhếch lên, thản nhiên mỉm cười. Cùng lúc đó tay của Giang Hải vươn ra cực nhanh. Đúng vậy, theo động tác ngã tới của Hồng Ngọc, nếu Giang Hải không đỡ thì chắc chắn cô ta sẽ ngã sấp mặt trước mặt mọi người. Mà xuất phát từ bản năng thì thường là ai cũng sẽ giúp đỡ cô ta hồng ngọc rất thông minh cô ta ưỡn ngực ra cố tình nhằm dùng về phía tay của giang hải nếu không có gì bất ngờ gì xảy ra thì chắc chắn giang hải sẽ chạm vào nơi mềm mại của cô ta cho dù giang hải có thanh cao thì khi đã chạm vào chỗ nhạy cảm như vậy sẽ nhất định phải tìm cách xin lỗi cô ta lúc đó cô ta sẽ có lý do để bắt anh phải xách đồ hộ mình tiếp theo hai người có thể sẽ phát sinh thêm chuyện nữa đến lúc đó còn phải xem giang hải còn có thể giữ mình được nữa hay không cho dù giang hải vẫn giả vờ thì hồng ngọc cũng có thể lấy lý do muốn cảm ơn mà mời giang hải về phòng cô ta đã tính đến bước giang hải không có lý do gì để thoát được nhưng hồng ngọc lại không thể ngờ được tay của giang hải lúc gần chạm vào cô ta đã nhanh chóng rụt lại sự việc xảy ra quá nhanh khiến hồng ngọc không kịp trở tay mặt cô ta đang lao thẳng xuống đất mà Giang Hải lại về lùi về phía sau từng bước một. A, à, một tiếng hét thảm thiết vang lên, may mà cái mũi thẳng tắp của cô ta không bị vẹo mất, nhưng lại làm Giang Hải hơi bực bội. Nếu như tay của Giang Hải không làm động tác giả như chuẩn bị đỡ cô ta, thì Hồng Ngọc cũng sẽ không ngã sắp xuống. Người trong trung tâm thương mại đi tới đi lui, rất nhiều người trông thấy cảnh tượng này. Một đám người vẻ mặt rất kỳ lạ. Bởi vì bị té ngã trên đất mà quần áo của Hồng Ngọc bị sộc sạch, cảnh xuân hiện ra. Cô ta vô cùng tức giận, đau đớn trên người cô ta còn có thể chịu đựng, nhưng những nhục nhã giang hải gây ra thì cô ta lại không thể nhịn được. Sắc mặt cô ta đã không còn thẹn thùng động lòng người, mà đã trở nên rất dữ tợn. Cô ta cắn răng, ngẩng đầu nhìn nụ cười hờ hững của Giang Hải. Anh! Mắt của Hồng Ngọc lấp tức đảo qua đảo lại, vẻ mặt gian trá. A! À, một tiếng hét chói tai vang lên nguyên cả tầng này của trung tâm thương mại đều có thể nghe được lưu manh đồ sàm sỡ giọng nói của hồng ngọc vang lên thu hút sự chú ý của rất nhiều người nhất là đây lại là khu đồ của nữ phụ nữ đi lại rất nhiều mọi người đều nhìn về phía giang hải ai cũng cho rằng hồng ngọc chính là người bị hại trông giang hải bình thường như vậy mà hồng ngọc lại xinh đẹp như vậy chuyện một cô gái bị sàm sỡ thì quần các bà các chị ở đây nhất định sẽ không bỏ qua nên hấp dẫn rất nhiều người qua đường mọi người mau đến mà xem anh ta là đồ lưu manh cô ta đứng lên sửa sang lại quần áo khiến cho làn da tuyết trắng của cô ta bị lộ ra ngoài cho mọi người thưởng thức anh giang sao lại là anh hai người lúc này một tiếng nói vang lên thúy họa đúng lúc đang đi dạo phố cùng mấy chị em khác trong giờ nghỉ không ngờ lại gặp giang hải Càng không ngờ, Giang Hải lại đang bị gọi là lưu manh. Từ trước đến nay, hình tượng của Giang Hải ở tập đoàn Uyển như vô cùng tốt, nên Thúy Hỏa hơi ngạc nhiên, sao Giang Hải có thể làm những việc như vậy chứ? Thúy Hỏa, cô biết anh ta sao? Anh ấy, anh ấy chính là chồng của sếp chúng ta. Hả? Ông chồng, hờ, của cố tổng Á? Sao lại là anh ta được? Ở thành phố Giang Tư có rất nhiều họ cố, nhưng nếu nói cố tổng thì nhất định là đang nói về cố Uyển như hiện giờ cô chính là nữ tổng tài xinh đẹp giàu có nổi tiếng của thành phố giang tư mọi người xung quanh bắt đầu dùng ánh mắt xem thường nhìn anh chồng của cố uyển như mà lại sàm sỡ phụ nữ giữa ban ngày ban mặt đúng là cầm thú mà dù sao cố uyển như cũng rất xinh đẹp hơn nữa lại là người phụ nữ thành đạt nổi tiếng ở thành phố giang tư sao lại phải gả cho loại đàn ông thối tha như vậy chứ thúy họa nhìn về phía hồng ngọc vẻ mặt của cô ấy trầm xuống anh không nhận mình làm, cô ấy có nên tin tưởng Giang Hải hay không đây? Nhưng cô gái này đúng là rất đẹp, so với cô Uyển Như thì đúng là mỗi người một vẻ, mỗi người có một nét đẹp riêng. Nhất là hiện tại một nửa bộ ngực của Hồng Ngọc lại còn đang lộ ra bên ngoài. Trong trường hợp như vậy, nếu là ai thì cũng đều nghĩ Giang Hải đã làm gì đó. Xung quanh mọi người lại bắt đầu xì xào to nhỏ. Mặc kệ chuyện là như thế nào, Giang Hải đừng mong có thể rửa sạch cái tội này gương mặt hồng ngọc rất uất ức cố gắng gượng dậy co quắp ngồi ở dưới đất ôm mặt không ngừng khóc lớn giang hải vẫn cứ đứng yên tại chỗ trên mặt không hề có một gợn sóng giống như tất cả những chuyện này đều không liên quan đến mình kêu đủ chưa giọng của anh bình thản vang lên giang hải cao cao tại thượng dùng ánh mắt ngạo nghễ liếc cô ta ở trong mắt giang hải cô ta chỉ là một con kiến động tay vào còn ngại bẩn tuy không biết mục đích của cô ta là gì nhưng dù là gì thì Giang Hải cũng chẳng thèm để ý. Hồng Ngọc hơi sừng sốt, khóc thuốc thiết buông tay ra, sửa lại quần áo đang hỗn độn của mình. Anh không thấy xấu hổ sao? Lại còn bình thản như vậy, giống như tôi đang đổ oan cho anh vậy. Lúc nãy, lúc nãy anh, hu hu hu. Biểu hiện của Giang Hải quá bình tĩnh, người bình thường đối mặt với tình huống này. Cho dù biết mình không làm gì nhưng vẫn phải bối rối mới đúng. Ít nhất anh cũng phải cật lực giải thích quan hệ của hai người chứng minh sự trong sạch của chính mình nhưng giang hải lại không như vậy anh chẳng làm gì cả cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì vẫn cứ thanh cao như vậy sợ hãi tức giận căm phẫn giang hải không có thái độ gì bình tĩnh như nước không hề gợn sóng sao tôi phải cảm thấy xấu hổ vì cô giang hải cười nhạo trung tâm thương mại này là của nhà tôi cô cút ngay cho tôi giọng nói của giang hải lạnh như băng nếu như cô gái này cứ tiếp tục náo loạn như vậy thì anh sẽ gọi Tần Hiên đưa cô ta đi. Bọn Kim Thâu chắc là rất thích được, giao lưu thân thiện ới Hồng Ngọc. Chỉ cần dạy dỗ cô ta một vài lần thì chắc chắn Hồng Ngọc sẽ phải nói ra lý do cô ta làm như vậy. Hơn nữa Kim Thâu cũng rất vui vẻ mà dạy dỗ cô ta. Anh, hu hu hu, ỉ thế ức hiếp người khác. Giang Hải, tập đoàn Uyển Như thì có gì mà hơn người chứ, anh chẳng qua cũng chỉ là chồng, hờ, thôi, anh có thể một tay che trời chắc. Việc anh sàm sỡ tôi sẽ không xong như vậy đâu. Mọi người xem xem, người của tập đoàn Uyển Như chính là loại thái độ này. Hồng Ngọc khóc lớn hơn. Đúng vậy, làm con gái nhà người ta ra nông nỗi như vậy mà không giải thích một câu, lại còn đuổi người ta đi. Đúng là không phải là người mà, may đây là ở trung tâm thương mại, chứ ở chỗ khác chắc cô gái này đã bị hãm hại rồi. Đừng nói nữa, bị người ta nghe thấy bây giờ tôi cứ nói đấy, anh ta làm gì được tôi chứ? Hiện tại anh ta sẽ không làm gì bà, nhưng bà quên công ty của con bà đang hợp tác với tập đoàn Uyển như hà. Người vừa rồi vẫn còn vinh váo ngay lập tức im miệng, không dám nói gì cả, lùi dần về phía sau, núp sau đám người. chương 183, thân phận thật sự. Chuyện này đúng là không ổn. Từ xưa đến nay mọi người đều có thành kiến với người giàu. Họ luôn cho rằng tiền của người giàu đều có lai lịch bất chính, mặc dù tập đoàn Uyển như làm nhiều việc thiện như vậy nhưng vẫn có không ít kẻ nói ra nói vào. Giang Hải lạnh lùng diếu cợt, hóa ra cô biết tên tôi, nói đi, còn biết cái gì nữa. Thúy Họa vừa nghe thì đã thở phào nhẹ nhóm, cô chỉ mới gọi Giang Hải là anh Giang, ở đây cũng chưa có ai gọi thẳng tên Giang Hải ra. Tôi, anh, việc này, mắt của Hồng Ngọc đảo quanh, miệng thì nói lắp bắp. Sau đó cô ta lập tức lớn tiếng nói, vừa rồi là anh nói cho tôi biết, anh nói anh là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Uyển Như, tên là Giang Hải, chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh sẽ. Sắc mặt của Giang Hải trầm xuống, cô gái này làm loạn chính là muốn lấy hết đi sự kiên nhẫn của anh. Anh tiến lên hai bước, đứng ở trước mặt Hồng Ngọc, cô có tin không? Nếu cô không cút ngay tôi sẽ tìm cho cô một trăm con chó được đang động dục tới hoặc là tìm cho cô một tên ăn mày. Sắc mặt hồng ngọc đột nhiên tái mét, cả người run rẩy đứng lên, rẽ đám đông ra chạy mất. Cuối cùng, khi đã đi rất xa rồi cô ta mới dám bỏ lại một câu, anh cứ chờ đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Những kẻ nằm mơ cũng muốn giết Giang Hải nhiều không đếm xuể, vậy mà chỉ dựa vào một cô gái như Hồng Ngọc cũng có thể sao? Giang Hải chẳng thèm để ý đến câu nói của cô ta. Cô ta chỉ như vậy mà đi luôn rồi sao? Đúng vậy Hồng Ngọc đã đi thẳng luôn thật. Bởi vì Hồng Ngọc đang sợ, dựa vào tư liệu mà Hoành Thiên Giai cung cấp thì quan đông, con trai nhà họ quan ở thành phố Giang Tư đã chết trong tay của Giang Hải. Anh ta đích thị là một tên tội phạm dám giết người đó. Hơn nữa Hồng Ngọc đã từng hầu hạ Trương Hạo và nghe anh ta kể chuyện về Giang Hải. Ngày trước Cố Uyển Như từng bị Trương Hạo và Quan Đông bắt đi, vậy mà ngay đêm hôm ý Quan Đông đã ngã từ trên lầu xuống đất chết, Trương Hạo lại bị chó thông cả đêm. Mà những chuyện này đều là làm ngay trước mặt Giang Hải. Giang Hải nói tìm cho cô 100 con chó đực, chắc chắn không phải chỉ là uy hiếp mà anh ta có thể làm thật. Thấy Hồng Ngọc trốn như một con mèo, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Thúy Hỏa thở phào nhẹ nhõm, xem ra Giang Hải đúng là vô tội, nếu không cô gái xinh đẹp kia đã không bỏ đi dễ dàng như vậy. Nhưng các bà các chị ở đây lại không nghĩ như vậy, họ cho rằng Giang Hải chắc cũng không vô tội. Giang Hải nhìn về phía Thúy Họa, anh chú ý đến cô gái đang khoác tay của Thúy Họa. Xin chào, Giang Hải tiến lên, chủ động chào hỏi. Anh không chào Thúy Họa, mà lại khách sáo chào hỏi bạn của Thúy Họa. Người bạn đó sừng sốt, người đàn ông này vừa mới sàm sỡ hồng ngọc xong, không phải là muốn trêu gẹo cô chứ. Sắc mặt cô trở nên rất khó coi, sợ hãi lui về phía sau Thúy Họa né tránh. Hành động này của cô khiến ngay cả Thúy Họa cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cô ấy không nhìn lại chính mình xem bản thân mình là ai chứ. Cô có thể thử giúp tôi bộ quần áo kia không? mặt mũi cô gái này không phải là bình thường mà có thể nói là xấu luôn ấy mũi hếch giang hô nhưng dáng người của cô ta lại rất giống cố uyển như giang hải muốn xem xem bộ váy kia nếu mặc trên người cố uyển như thì có đẹp không hả thúy họa bạn của cô có dáng người rất giống với uyển như mà tôi thì lại đang muốn mua bộ váy kia tặng cô ấy thúy họa thở phào cũng không biết vì sao thôi thì cứ coi như cô lo lắng giang hải sẽ có tâm tư khác đi thật ra, Giang Hải có như thế nào thì cũng chẳng có liên quan gì đến cô. Nhìn theo ánh mắt Giang Hải, Thúy Hỏa đã nhìn thấy bộ váy kia. Ngoài việc giá quá cao thì đúng là rất hợp với Cố Uyển Như. Nhưng đối Giang Hải thì giá cả không quan trọng, cả cái trung tâm thương mại này là của tập đoàn Uyển Như mà. Nửa tiếng sau Giang Hải xách theo một đống túi lớn túi nhỏ trở về Hoàng Kim Giáp Lân. Cố Vân Lệ nói liên miên, càng nhằn trách cứ Giang Hải tiêu tiền linh tinh, mua mấy cái đồ điện gia dụng này về, bà cũng đâu có dùng đến. Hôm nay lôi nhân hào về sớm, cười ha hả cùng Giang Hải nghiên cứu sách hướng dẫn sử dụng. Cố huyền như tan làm thì đã có bọn người thất hồn hộ tống về nên Giang Hải cũng không lo lắng. Phải mất chừng một tiếng, hai người mới nghiên cứu xong đống đồ này, lôi nhân hào còn than thở mình già rồi không theo kịp thời đại. Ông mệt mỏi, ngồi xuống uống chén trà. Giang Hải mân mê chén trà, nhẹ giọng hỏi, cha, năm năm trước uyển như bị bắt cóc cha có biết ai làm không anh đột nhiên hỏi đến chuyện này khiến lôi nhân hào cảm thấy như bị xét đánh ông ngay lập tức quay đầu nhìn vào nhà bếp sợ cố vân lệ nghe được chuyện này cũng chỉ có hai người cố uyển như và lôi nhân hào biết lúc này cố vân lệ mang một đĩa hoa quả từ trong phòng bếp đi ra tiểu giang con ăn nhiều hoa quả vào nhé rất tốt cho sức khỏe cảm ơn mẹ thằng bé này vẫn khách sáo với mẹ như vậy. Đây không phải khách sáo, mà là con thật lòng. Giang Hải nhe Giang cười, người ta vẫn nói lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, hơn nữa hiện tại mẹ chính là mẹ ruột của con mà. Cố vân lệ cười khanh khách, mắng yêu Giang Hải miệng lưỡi như bôi mật. Rồi bà lại vội vàng quay vào bếp. Lôi nhân hào biết, có một số việc bắt buộc phải nói ra. Ông buông chén trà, chậm rãi đứng dậy, tiểu Giang, chúng ta đi dạo một chút đi. Dạ trong hoàng kim giáp lân có một hòn núi giả khá to. Hòn núi giả đó không cao, được thiết kế rất tinh tế. Càng lên cao thì ngọn núi càng được trồng nhiều cây đại thụ, quanh thân của chúng có một vài loài cây cỏ leo xung quanh. Mười mấy cây thủy sam thẳng tắp cao vút, chúng cao thẳng tắp chọc thẳng lên trời xanh giống như những thanh kiếm chấn thủ ngọn núi. Ngô Mẫn nói, những cây này đều là do đại sư đích thân tính toán, ở đâu nên trồng loại xây gì, trồng bao nhiêu cây, đều có dụng ý phong thủy hết. Giang Hải cười nhạt, đây đúng là rảnh quá đâm ra lo lắm chuyện linh tinh vô bổ mà. Anh sao sẽ không hỏi người qua đường, thời gian cũng không phụ lòng người tận tâm. Dù là vào lúc nào đi chăng nữa, thì quan trọng nhất chính là bản thân mình phải cố gắng. Mặc dù thời thế luôn xoay chuyển, thì mọi chuyện cũng chỉ là tạm thời, nếu chúng ta đổ hết cho số phận thì đúng là vô nghĩa. Hai người vào đình nghỉ mát rồi ngồi xuống, lôi nhân hào nhìn cảnh vật phía chân trời rồi rơi vào trầm tư. Giang Hải cũng không vội, anh phải để cha vợ điều chỉnh lại cảm xúc khi nghĩ về chuyện cũ đã. "Uyển Như, không phải là con ruột của cha." Sóng Lôi Nhân Hào nặng nề vang lên, trong ánh mắt có vẻ đượm buồn. "Cha cũng không phải tên là Lôi Nhân Hào." "Hả?" Khóe miệng của Giang Hải hơi há ra bất ngờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lôi Nhân Hào lấy ra một điếu thuốc, Giang Hải vội vàng châm lửa. "Hai, chuyện này vốn đã là quá khứ rồi, ai có thể ngờ?" Lôi Nhân Hào nói chuyện với Giang Hải tầm nửa tiếng, cuối cùng thì anh cũng biết được một chút chuyện năm xưa. Lôi Nhân Hào hiện tại không phải Lôi Nhân Hào thật, mà Lôi Nhân Hào thật là người của nhà họ Lôi ở Tây Cảnh. Điều này làm cho Giang Hải vô cùng khiếp sợ, không ngờ vợ của mình Cố Uyển như cũng là thế hệ sau của danh gia hào môn. Nhà họ Lôi chính là một trong số ít những cổ võ thế gia thế gia của phương Đông, được truyền thừa cổ võ tâm pháp, đến cả hoàng tộc cũng phải kiêng kỵ họ mấy phần. Hơn 30 năm trước, Nhà họ Lôi ở Tây Cảnh có thể gọi là nơi luyện ra các thiên tài. Bọn họ đều là những người tuổi còn trẻ mà đã có cảnh giới cực cao, hơn nữa họ còn bắt tay vào khắc phục những lỗ hổng mà cổ võ tâm pháp gây nên. Tương lai của những người này đều có thể sẽ trở thành những tông sư chính tông. Nhà họ Lôi quả thực muốn biến họ trở thành gấu trúc mà bảo quản, chỉ thiếu nước cúng, họ bằng ba nén hương nữa thôi. Nhưng Lôi Nhân Hào lại yêu thích kinh doanh, tính cách lại phong lưu phóng khoáng nên quen biết rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong thế giới ngầm, hơn nữa lại yêu đương với rất nhiều con gái nhà quyền quý. Vì thế nên khiến cho mọi người trong nhà đều náo loạn cả lên, ông ta muốn trốn đến thành phố Giang Tư để không ai tìm thấy và có thể sống một cuộc sống bình yên. Cha vợ hiện giờ của Giang Hải chẳng qua chỉ là một đàn em của Lôi Nhân Hào mà thôi. Chuyện ông ấy bỏ nhà đi chỉ là do giận dỗi nhất thời thôi. Ông ấy cũng không ngờ rằng mình đã gặp và yêu Cố Vân Lệ trong khoảng thời gian ở thành phố Giang Tư, hơn nữa còn khiến bà ấy mang thai Cố Uyển Như. Vốn dĩ với thân phận và địa vị của Lôi Nhân Hào, thì Cố gia nằm mơ cũng mong Cố Vân Lệ có thể gả đến nhà họ Lôi ở Tây Cảnh. Nhưng vấn đề là Cố gia lại không hề biết bối cảnh của Lôi Nhân Hào nên không đồng ý gả Cố Vân Lệ cho một người nghèo kiết xác. Nên sau khi Cố Vân Lệ đính hôn xong thì Cố Tùng lại kiên quyết phản đối hai người họ ở bên nhau. Lúc này nếu Lôi Nhân Hào chạy về nhà họ Lôi ở Tây Cảnh để cầu cạnh cha mình, thì Cố gia nhất định sẽ không tiếp tục phản đối. Nhưng không thể ngờ được, ngay lúc này Lôi Nhân Hào lại xảy ra chuyện, mấy cao thủ không biết ở đâu xuất hiện, hợp lại giết chết Lôi Nhân Hào. Tuy Lôi Nhân Hào cũng là một cao thủ, nhưng vẫn phải bỏ mạng trong trận chiến ác liệt đó. Cố Vân Lệ bỗng nhiên trở thành tứ Cố vô thân, hơn nữa lúc này mới biết bản thân mình mang thai. Nếu đồng ý nghe theo hôn sự đã sắp xếp của Cố Tùng thì có lẽ Cố Uyển như đã không có mặt trên đời này. Cho nên, Cố Vân Lệ đành phải cãi lại lời của Cố Tùng, gả cho cha vợ hiện tại. Và cha vợ cũng trở thành lôi nhân hào. Sống với nhau nhiều năm như vậy, dần dần Cố Vân Lệ cũng tiếp nhận cha vợ hiện tại, hai người cũng cứ như vậy mà trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuật. Thậm chí, hai người còn thống nhất sẽ giấu thân thế của Cố Uyển như đi. Giang Hải rụi mẩu thuốc lá, cha, Vậy vết thương trên người cha. Lúc ấy cậu chủ Liều chết một trận, cha may mắn thoát được một mạng. Có lẽ, bọn chúng cũng chẳng quan tâm một người như cha có chết hay không. Giang Hải thở dài, bất luận người sinh ra Cố Uyển như là ai, thì Lôi Nhân Hào hiện tại cũng là cha của cô ấy. Chuyện này, Giang Hải cũng sẽ vĩnh viễn giấu ở trong lòng, Cố Uyển như tốt nhất là không nên biết. Chuyện 5 năm trước là do nhà họ Lôi ở Tây Cảnh trong mắt giang hải lóe lên sát ý anh không quan tâm họ là người của nhà họ lôi họ chu hay nhà họ lý nếu còn dám đến thì dù có là cổ võ thế gia thì đế vương anh nhất định cũng sẽ không cúi đầu nếu giết được thì nhất định sẽ không để ai sống cha cũng không rõ cũng có thể là nhà họ lôi cũng có có thể là ai đó khác năm đó cậu chủ rất phong lưu cũng có thể là tình địch của ông ấy không muốn tha cho giọt máu của ông ấy giang hải hỏi nhà họ lôi đó mấy năm nay Lôi Nhân Hào lắc đầu cười khổ, cha cũng từng nghĩ muốn dẫn Uyển Như quay về nhà họ Lôi ở Tây Cảnh, nhưng Uyển Như chỉ là một cô gái, nếu nhà họ Lôi có thể nhận lại con cháu của họ, nhưng liệu họ có tôn trọng Cố Vân Lệ không? Hơn nữa ở những gia đình giàu có, họ rất coi trọng chuyện hương khói, luôn rất trọng nam khinh nữ. Cho dù nhà họ Thiển Lý ý tiếp nhận Cố Uyển Như, chỉ sợ là Cố Vân Lệ cũng sẽ không đồng ý. Tiểu Giang Lôi nhân hào hít vào một hơi rồi nói, chuyện 5 năm, năm trước, con đừng truy cứu nữa, có những người chúng ta không thể đắc tội được đâu. Giang Hải gật đầu, ngoài mặt thì đồng ý nhưng trong lòng lại không đồng ý. Đường đường là đế vương, chẳng lẽ trên đời này lại có người anh không thể động vào sao? Ồ, anh với cha ở đây làm gì vậy? Ở phía xa, cố huyền như lớn tiếng gọi. Giang Hải quay đầu, nhoẻn miệng cười, lôi nhân hào ngồi bên cạnh cũng đang điều chỉnh cảm xúc, nụ cười nở rộ. Lúc đó, ở thành phố Giang Thanh, Hoành Thiên Giai và Hòa Tiến đang ngồi cùng Mục Lang. Hai người Hoành Thiên Giai đang muốn thăm dò thân thế của Giang Hải từ Mục Lang, liệu anh có phải con riêng của nhà họ Bạch ở phía Bắc hay không? Nhưng điều khiến cho hai người Hoành Thiên Giai kinh ngạc chính là, Giang Hải ấy thế mà lại không hề có quan hệ gì với nhà họ Bạch ở phía Bắc. Nhà họ Bạch không những không giúp gì cho Giang Hải, mà lúc Mục Lang còn là Bạch Hiệu đã không ít lần chèn ép Giang Hải thậm chí anh ta còn muốn giết chết Giang Hải. chương 184, vui hay buồn? Vậy rốt cuộc bối cảnh của Giang Hải là gì? Tuy cả ba người đều có mưu tính riêng, nhưng đều muốn biết. Năm năm mất tích đó, rốt cuộc Giang Hải đã ở đâu? Vấn đề này, bọn họ đã mời Hồng Ngọc ra tay. Mà giờ phút này, theo như dự tính, Giang Hải chắc là đã mắc câu. Không chỉ mắc câu, có lẽ giờ anh ta đã mệt chết ở trên người Hồng Ngọc rồi ý đúng lúc vui hơn chính là hồng ngọc đã trở lại từ thành phố giang thanh đến thành phố giang tư tốn không ít thời gian sao hồng ngọc lại trở về sớm như vậy sắc mặt bạch hiệu có chút cổ quái chẳng lẽ giang hải không làm ăn được gì bất lực à anh ta bị hồng ngọc quyến rũ đến mức chỉ mấy phút là xong sao nhưng tin tức mà hồng ngọc mang về lại khiến hoành thiên giai vô cùng tức giận cô ta mất công đến thành phố giang tư vậy mà lại tay không trở về còn dám vác mặt về không phải cô nói chỉ cần cô ra tay thì không chuyện gì không giải quyết được sao? Vẻ mặt Hồng Ngọc khó coi tới cực điểm, khúm núm, mãi không nói nên lời. Cô ta làm sao mà biết được Giang Hải là loại người khó chơi như vậy? Hòa Tiến ngồi bên cạnh nhìn Hồng Ngọc, cười lạnh, nói đi, cô làm cho chúng tôi bị tổn thất lớn như vậy, thì tính sao cô biết chứ? Tôi đền, gương mặt Hồng Ngọc bỗng ửng đỏ, bày ra vẻ mặt xấu hổ động lòng người, anh à, anh muốn tôi đền như thế nào tôi sẽ đền như thế. Hiểu chuyện đấy, Hoa Tiến nở nụ cười dâm đãng. Hoành Thiên Giai bình tĩnh nói, tên Giang Hải này mềm cứng đều không ăn. Hồng Ngọc sợ hãi nói, ông chủ, tôi không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Hả, cô có ý gì? Hoành Thiên Giai hỏi. Hồng Ngọc nhanh nhỏ lấy di động ra, tìm một bức ảnh cô ta đã chụp. Cô ta cũng hận Giang Hải, mà trên đường trở về, Hồng Ngọc đã nghĩ ra kế sách để đối phó với anh rồi. Ông chủ, nếu để cô ta đi thì... Hoành Thiên ra hít mắt, nhìn chằm chằm hình ảnh cô gái xinh đẹp ở trong màn hình điện thoại. Cô gái này nhìn thế nào cũng không thấy được phong tình vạn trùng, giống một nữ vương ngạo nghễ hơn, rất giống một người có thân phận. Với khí chất xuất chúng này, người ngoài vừa đã thấy cô ta là một người đàn bà xuất sắc. Nhất là khuôn mặt tuyệt đẹp kia, khóe miệng hơi gợi lên, khiến cho một người đã gặp qua rất nhiều đàn bà như hoành thiên giai cũng phải giao động cô ta là ai mục lang cũng cảm thấy hứng thú khiến cho thằng em trong quần của anh ta cũng phải dựng đứng lên cô ta là uyển thuần nhưng không phải ai cũng có thể mời cô ta ra tay được chỉ là một người đàn bà thôi mà nói đi cần bao nhiêu tiền trong lòng hoành thiên giai nghĩ trước khi cử cô ta đi điều tra giang hải thì anh ta phải thử trước đã Mục Lang với Hòa Tiến cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Từ trước đến giờ ba người bọn họ chơi gái chưa bao giờ tiếc tiền. Cô ta không cần tiền. Chẳng lẽ cô ta muốn mấy triệu, đứa con của anh đây sao? Mục Lang cười to. Hòa Tiến cũng cười theo với nụ cười dâm đáng, tôi cũng có thể cống hiến một ít, vì cô ấy mà tốn chút sức lực cũng được. Khuôn mặt của Hoành Thiên Giai trở nên lạnh lùng, vậy cô ta muốn cái gì? Mỗi người đàn ông có được huyền thuần đều là những người cực giàu, nhưng không bao lâu sau đó họ đều chết. Đã chết, Hòa Tiến kinh ngạc. Khóe miệng mục lang nhếch lên, con mẹ nó, chắc là mệt chết chứ gì. Không, đều là bệnh chết, cũng không biết huyền thuần dùng thủ đoạn gì. Những người này sau khi chết đều để lại một khoản bảo hiểm rất lớn, nói đến huyền thuần, Hồng Ngọc cũng cảm thấy run rẩy, dùng ngón chân cũng biết cô ta đã làm gì. Tàn nhẫn, phô tình, độc ác. Nghe vậy cả ba người mục lang đều cảm thấy lạnh sống lưng, Loại đàn bà này đúng là một đóa hoa đẹp nhưng lại có độc, ai dính vào thì xác định sẽ được làm bạn với Diêm Vương. Ba người Hoành Thiên giai bắt đầu trao đổi ánh mắt. Mục Lang nói, vậy chẳng phải tìm đến cô ta thì sẽ giết chết được Giang Hải sao, quá tốt rồi. Tôi có số điện thoại của cô ta, nhưng nhưng Hồng Ngọc lại không mời nổi vị đại thần này. Cần làm như thế nào, cô cứ nói thẳng. Hoành Thiên giai không kiên nhẫn, ngắt ngang câu nói của cô ta loại đàn bà quyến rũ mê người như vậy mà lại chỉ có thể nhìn không thể đụng vào thật đáng tiếc những người đàn ông mà cô ấy ra tay thì đều là những người có tiền hồng ngọc rũ mắt nói đến đây chẳng nhẽ hoành thiên giai lại chưa hiểu hồng ngọc đang muốn nói giang hải không được tính là giàu có nếu giang hải được tính là giàu có thì chỉ cần uyển thuần cảm thấy hứng thú là bọn người hoành thiên giai không cần tốn một xu nào giang hải cũng phải chết mục lang cười khẽ nếu giang hải mà còn không có tiền thì ai được tính là có tiền chứ tập đoàn uyển như rốt cuộc là của ai trong lòng các vị chẳng lẽ không biết sao đúng vậy đến cả bọn người hoành thiên giai đều thèm nhỏ dãi tập đoàn uyển như chứ đừng nói đến uyển thuần nhưng vấn đề là cái uyển thuần muốn mục lang khẽ nhíu mày nếu để uyển thuần lấy đi tập đoàn uyển như thì bọn họ làm sao hoành thiên giai khoát tay được rồi cô đi sắp xếp đi nói cho cô ta biết tin tức của Giang Hải. Nếu làm tốt, tôi sẽ trọng thưởng. Hồng Ngọc lập tức cảm ơn, Hòa Tiến lại chờ không được nữa, Hồng Ngọc chỉ kịp hét lên một tiếng yêu kiều, anh ta trực tiếp ấn ngã cô ta xuống đất. Hoành Thiên Giai không thèm thưởng thức cảnh xuân của Hòa Tiến, đứng dậy rời đi. Mục Lang cũng đi theo. Khi chỉ có hai người bọn họ, Mục Lang mới hỏi. Hoành Thiên Giai nói, cô ta cứ làm việc của cô ta, tôi làm việc của tôi, chẳng nhẽ tôi phải chờ cô ta làm xong hết mới bắt tay vào làm à chủ tịch cơ nói phải là đen ăn đen hoành thiên giai nói điều tra về cô uyển thuần này chờ đến khi cô ta thành công thì lập tức thu lưới tôi tin nhưng người bị chết dưới tay cô ta đã kiện cô ta với diêm vương rồi đây không phải là đen ăn đen mà là trắng ăn đen rõ ràng là uyển thuần không thể phản kháng được mục lang lại nghĩ một người phụ nữ như vậy lẽ nào Hoành Thiên giai có thể xuống tay sao? Nếu xuống tay có lẽ Hoành Thiên giai sẽ không giết cô ta, mà sẽ giữ cô ta lại để hưởng thụ chứ nhỉ? Đến lúc đó mình chắc cũng được chấm mút một chút. Ở thành phố Giang Tư, trải qua mấy ngày đích tĩnh dưỡng, Đường Tuấn đã khỏe lại. Mà trong khoảng thời gian giải độc này anh ta cũng không nhàn rỗi, luyện tập thành thạo bí thuật mà thất hồn truyền thụ cho. Đường Tuấn không quan tâm đến việc vết thương nặng hay nhẹ, cũng không quan tâm bí thuật gây cho cơ thể bao nhiêu tổn hại, anh ta chỉ muốn bản thân có thể mạnh hơn nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Đường Tuấn đã già đi rất nhiều, khiến cho cơ thể bị hao mòn như người bị bệnh. Dựa theo phương pháp tu luyện như vậy thì bí thuật chưa luyện xong cơ thể đã không chịu nổi. Mà mấy ngày nay, trong thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông cũng có động thái mới. Nhà họ Triệu ở phía Bắc đã sắp xếp được người quản lý mới. Những người trong giới sớm đã cam chịu số phận cho dù được chết tử tế thì cũng không thể bằng còn sống. Nên lần này họ đã không đánh mà thắng, thần phục được vô số người. Dường như động thái phát triển này rất tốt, thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông cũng dần có cơ hội khôi phục lại, mọi người đều rất vui vẻ. Giang Hải biết, tất cả những điều này đều là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần đường Tuấn lại xuất hiện thì nhất định sẽ xảy ra một trận máu tanh. Quả nhiên, đường Tuấn đến tạm biệt. Lần này đi có thể sẽ không còn gặp lại nữa nên Giang Hải không gặp anh ta, đối với anh, Đường Tuấn đã là người chết rồi. Nhìn tập đoàn Uyển như một lúc lâu, vẻ mặt Đường Tuấn nghiêm túc, nhìn về hướng của Giang Hải hành lễ. Lúc này, Giang Hải đang đứng ở cửa sổ nhìn thấy. Thất hồn, cậu can thiệp vào quá nhiều việc rồi. Giang Hải bình thản nói, không giống như trách cứ. Thất hồn trầm mặc, sao bí thuật cho Đường Tuấn, chính là tạo nghiệp mà. Rất nhiều người sẽ không phải là do thất hồn giết, nhưng lại vì thất hồn mà chết nhân quả là gì giang hải xoay người rời đi chỉ để lại bốn chữ nguyên nhân đường tuấn cảm ơn là vì thất hồn đã giao bí thuật này cho anh ta cũng bởi vì như vậy mà rất nhiều người đáng ra không phải chết giờ lại rất có thể sẽ chết dưới kiếm của đường tuấn thấy bóng dáng của giang hải bỏ đi thất hồn yên lặng cúi đầu hậu quả rất nặng nề chuyện cậu dạy anh ta cổ võ tâm pháp sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn chỉ sợ là sẽ còn loạn hơn cả vụ tôi dạy cậu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói. Phương Đông có một quy định bất thành văn là các cổ võ giả không được phép vì tiện ra tay. Nếu người thường giống như ánh sáng lập lè của đom đóm, thì võ giả sẽ là trăng sáng trên bầu trời, mà cổ võ giả lại giống như ánh mặt trời trói trang. Các cổ võ thế gia lúc trước đã từng thống nhất lập ra quy ước, nó như là một sợi dây tơ hồng treo ở đó. Nếu Đường Tuấn thật sự ra tay thì không chỉ có nhà họ Triệu mà ngay cả các cổ võ thế gia cũng sẽ bị chấn động. Hơn nữa người mà Đường Tuấn muốn giết cũng không phải là người thường, mà là nhà họ Triệu ở phía Bắc. Hơn nữa anh ta không phải muốn giết chỉ một người, còn về việc sẽ giết bao nhiêu người thì không ai có thể nói trước được. Sáng sớm, Giang Hải tập luyện xong từ bên ngoài trở về, thì đồ ăn sáng đã được dọn sẵn trên bàn mấy món đó nhìn bề ngoài thì có vẻ ổn nhưng hương vị thì vẫn hơi kém một chút trong khoảng thời gian này kỹ năng nấu nướng của cố huyền như đã tiến bộ rất nhiều nhưng so với mẹ vợ thì đúng là một trời một vực nhưng chỉ cần cố huyền như làm mà ăn được thì giang hải sẽ không từ chối đối với giang hải mà nói mỗi một món ăn đều là tình yêu của cô dành cho anh thơm quá giang hải khịt khịt mũi người người cẩn thận còn hưởng thụ tới mức nheo cả mắt vợ ơi Cơm hôm nay nhất định là do mẹ nấu. Sao anh biết?" Cố Huyền Như chớp mắt, trên mặt khâu giấu được sự bất ngờ. Đồ ăn do mình làm mà được người ta khen ngợi thì đúng là cảm thấy rất có thành tựu. Kỹ năng nấu nướng của mẹ không ai có thể bắt chước được, em ít nhất cũng phải tu luyện 10 năm nữa may ra mới có thể bằng. "Được rồi, đều là mẹ làm, mẹ của anh nấu cơm cho anh ăn đấy, mau ngồi xuống ăn đi." Cố Huyền Như che miệng cười duyên. Giang Hải kinh ngạc không đúng à cảm thấy chính mình như ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì giang hải nói là do cố vân lệ làm là đang khen kỹ năng nấu nướng của cố uyển như mà bị cố uyển như nói như vậy thì giống như mình là con của cố uyển như vậy nhất là miệng cố uyển như lại nở ra nụ cười tinh nghịch làm cho giang hải suýt chút nữa thì nghẹn nước bọt chết cô vợ này của anh có chú không ngoan rồi dám bắt nạt anh nữa cơ hừ phải dạy dỗ một chút mới được Giang Hải lẽ nào lại có thể ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Anh cười hì hì, vợ ơi, anh với em nói chuyện một chút đi. Nói đi, chuyện gì? Cố huyền như cảm thấy kỹ năng nấu nướng của mình tăng lên thì rất vui vẻ. Anh muốn uống sữa mẹ. Cái gì? Chính là... Ánh mắt Giang Hải nhìn thẳng về bộ phận căng phồng lên của Cố Uyển Như. Chính là sữa mẹ. Sữa của mẹ. Anh, Cố Uyển Như xấu hổ, lúc này mới biết sữa mẹ mà anh nói là gì. Cô vừa bảo cô là mẹ của Giang Hải, thì anh là con của cô và cô phải cho anh bú sữa là đúng rồi. Ui ra, đừng đừng đừng, vợ ơi, anh sai rồi, đau. Cố huyền như cực kỳ xấu hổ, nhéo vào miếng thịt ở bên hông của Giang Hải. Đúng lúc cố vân lệ xuất hiện, kéo hai người ra. Con từng này tuổi rồi mà vẫn không đứng đắn, cả ngày chỉ biết bắt nạt tiểu Giang vẻ mặt giang hải vô cùng tủi thân trốn vào sau lưng mẹ vợ lén lẻ lưỡi với cố uyển như mẹ mẹ không biết đâu anh ấy cố uyển như không nói ra lời được hơn nữa dù có nói ra họ cũng là vợ chồng anh ấy đùa như vậy cũng không phải là quá đáng mẹ mẹ đừng nghe uyển như nói bậy con chỉ là nói cơm này là do mẹ làm cô ấy làm sao có thể làm ra được món ngon như vậy thì cô ấy đã nhéo con cố vân lệ còn tưởng chuyện gì to tát hóa ra chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, hơn nữa làm sao bà lại không biết là Giang Hải đang muốn khoe khoang cho Cố Uyển Như. Cố Uyển Như liếc ánh mắt một cái, ánh mắt cảnh cáo sau đó lại trừng Giang Hải, đúng là không thể chối cãi, chỉ có thể trách cô, dậy chồng từ thuở bơ vơ mới về. Lúc này, Cố Vân Lệ hoàn toàn đứng ở lập trường của người lớn, nên hoàn toàn quên mất, vợ của Giang Hải chính là con gái của mình. Trường 185, Người Mới Tại thành phố Giang Thanh, một người đại diện mới đã đến. Một người đàn ông tên là Viên Lượng có ngoại hình bình thường, ăn mặc giản dị và có chiều cao trung bình. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng là mẫu người rất dễ lẫn trong đám đông. Tuy nhiên, không ai đánh giá thấp người này, ngay cả Hoành Thiên Giai cũng đích thân gặp mặt anh ta. Tuy nhiên thế giới ngầm luôn hoạt động vượt ra ngoài quy tắc hoặc vi phạm quy tắc. Không riêng gì Hoành Thiên Giai, ai cũng không thể loại bỏ hoàn toàn thế lực ngầm. Có lẽ đây là một phần của đất nước này hàng ngàn năm, sẽ luôn có người làm bá chủ của một vùng đất. Tuy nhiên, người đại diện của nhà họ Triệu cũng không tồn tại được bao lâu, chỉ vài ngày. Bởi vì đường Tuấn xuất hiện, và anh ta vẫn ở thành phố Giang Thanh, ngay dưới tầm mắt của viên lược, giết 10 cao thủ chỉ trong một đêm. Với tư cách là người điều hành của nhà họ Triệu, để ổn định tình hình, viên lượng đã đưa 20 cao thủ từ phương Bắc đến, nhưng 10 người trong số họ đã chết chỉ sau một đêm biết rằng đường Tuấn có thể ra tay, nhưng viên lượng không ngờ đường Tuấn lại cứng rắn như vậy. Khi mới đến thành phố Giang Thanh, họ sống trong một khu biệt thự. Mười người sống trong cùng một biệt thự, ngay bên cạnh biệt thự nơi viên lượng ở. Một đêm trước, viên lượng không hề nghe thấy động tĩnh gì, mười người này đã chết trong im lặng. Kiểm tra những xác chết này, ai cũng đều chỉ bị trúng một kiếm, một kiếm ngay cổ họng. Trên cửa phòng lưu lại bốn chữ lớn, nợ máu trả máu. Đường Tuấn lấy máu của những người này để tỏ lòng thành kính với bảng đại ca đã mất. Viên lượng không thể kiềm nén cơn giận dữ, hét lên một tiếng vang trời đất. Đường Tuấn, có giỏi thì chúng ta cùng sống chết một phen, đánh lén, như vậy cũng xứng đáng là cao thủ kiếm đạo sao. Người đâu, người đâu? Viên lượng căm giận cực độ, khuôn mặt méo mó trông gớm ghiếc. Mang theo 20 người khi đến, viên lượng hứa sẽ đưa những cao thủ này trở về. 10 người chết trong một đêm, điều này khiến anh ta khó mà giải thích với nhà họ Triệu ở phương Bắc. Mười người còn lại cùng đến sống ở một biệt thự khác. May mắn cho họ là Đường Tuấn đã không đi đến tòa nhà nơi họ đang ở. Đồng thời, trong lòng anh ta bùng lên một cơn tức giận khủng khiếp, thù này phải báo. Lập tức gửi tin nhắn cho mọi người trong thành phố Giang Thanh đều biết rằng tôi muốn thách đấu với Đường Tuấn. 8 giờ tối nay, ở ngay chỗ này, tôi sẽ đánh tay đôi với anh ta đấu một mất một còn. Vì Đường Tuấn đang ở thành phố Giang Thanh, nên anh ta nhất định sẽ chú ý đến những tin tức này, nếu Đường Tuấn có gan, anh ta nhất định sẽ tới. Thật vậy, đối với Đường Tuấn mà nói, tại tỉnh Hải Đông, phía bên ngoài thành phố Giang Tư, anh ta là không có đối thủ. Anh ta không thể không tới. Với thực lực của Đường Tuấn bây giờ, cho dù viên lượng có dở trò lừa gạt, thì cũng chỉ là một trò đùa trong mắt anh ta. Đường Tuấn ở thành phố Giang Thanh đã có thể ngang ngược như trốn không người. Chỉ có thành phố Giang Tư là nơi mà Đường Tuấn không dám coi thường. Thành phố Giang Tư là nơi có một vị thần ngự trị. Lần này khi đang điều trị độc ở thành phố Giang Tư, Đường Tuấn đã biết thực lực của Giang Hải đáng gờm như thế nào, ngay cả cấp dưới của Giang Hải mà Đường Tuấn còn không thể đấu được. Anh ta lại còn từng muốn thách đấu với Giang Hải, điều này thật nực cười chuyện xảy ra ở thành phố Giang Thanh lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Giang Hải đã sớm biết, nhưng anh không bình luận về nó và không quan tâm chút nào. Có một điều Giang Hải không biết là, một người phụ nữ xinh đẹp đã lên máy bay đến tỉnh Hải Đông, mục đích của cô ta là Giang Hải. Giang Hải đang nghe Tần Hiên báo cáo về công tác an ninh. Trong số 100 người được chọn, Giang Hải đã ra lệnh nghiêm ngặt, không ai được tùy ý tranh chấp với người khác hãy an tâm trở thành người bảo vệ tập đoàn uyển như trên mọi miền chỉ có kim thâu giang hải mới cho anh ta tập luyện rất cực khổ anh giang đừng để tôi luyện tập như vậy nữa nếu cứ như thế này nữa tôi sẽ phát điên mất kim thâu rất bất mãn tại sao những người khác đều canh giữ bên ngoài chỉ có mình anh ta là người duy nhất canh giữ ở thành phố giang tư chỉ một mảnh đất rộng ba mẫu này ở thành phố giang tư mà cũng cần người canh giữ giang hải vây cánh khá nhiều ai dám làm loạn Cậu cần phải luyện tập, nếu không sau này cậu bảo vệ tôi như thế nào?" Giang Hải thản nhiên vẫy vẫy tay, ý bảo Kim Thâu có thể đi ra ngoài. "Đừng đừng, đừng mà." Kim Thâu thực sự lo lắng, cười nịnh nọt, ngồi xổm ở trước mặt anh, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Giang Hải. "Anh Giang, sao em lại cảm thấy không phải là đang thương em mà đang trừng phạt em vậy?" "Có sao?" Giang Hải ngây người một lúc, "Không có nhé, tôi thương cậu nhất luôn đấy." Anh ta cười, "Anh Giang" nếu em có làm gì sai thì cứ nói đi em sẽ ngoan ngoãn làm theo anh đừng để em một mình chịu ấm ức khó chịu lắm giang hải dần dần trầm mặt xuống xem ra cậu không biết mình sai ở đâu thì phải biết biết em đương nhiên biết vậy cậu nói xem cậu sai cái gì tôi thấy cậu đâu có sai kim thâu gãi gãi đầu cậu ta thật sự không biết mình sai chỗ nào em sai rất nhiều chỗ anh có thể phạt em nhưng anh có thể nói cho em biết em sai ở đâu không giang hải liếc nhìn tần hiên đang nhìn cười ở bên cạnh tôi hỏi cậu giờ tình hình của tỉnh hải đông lộn xộn như vậy tôi phải làm gì mới tốt anh giang làm thế nào sao em biết được giang hải gãi cằm tần hiên nói vững vàng không dao động kim thâu vẫn đang chờ nghe những gì sẽ xảy ra sau đó kết quả là sau khi nói xong mấy chữ đó tần hiên không còn lời nào nữa sau đó thì sao Giang Hải có chút sầu não, Kim Thâu này chỗ nào cũng tốt, nhưng não lại có chút ngốc, nói thẳng ra thì trong đầu anh ta chẳng khác gì toàn bã đậu, nói chuyện với anh ta thật là mệt não. Từ hôm nay, cậu phải nghe lời anh Hiên, cho dù anh ta có bắt cậu ăn phân, cậu cũng phải đi. Giang Hải nghiêm nghị nói, Tần Hiên tất nhiên sẽ không làm chuyện nực cười như vậy, mà chỉ là để cảnh cáo Kim Thâu rằng cho dù Tần Hiên có sắp đặt cái gì, cậu ta cũng phải làm theo. Cái này, Kim Thâu có chút phiền muộn trong lòng tần hiên có rất nhiều ý tưởng trừng phạt người ma quái kinh khủng nói không trừng thì có thể một ngày nào đó anh ta thật sự có thể để cho cậu ta ăn phân thật lúc đó phải làm sao có ăn hay không không đồng ý đồng đồng ý làm sao có thể không đồng ý được ạ à? giang hải biết cách duy nhất để khiến kim thâu nghe lời là dùng bạo lực nhưng vấn đề là bây giờ tần hiên không thể đánh lại được câu ta nữa rồi được vậy từ ngày mai, cậu làm lái xe cho vợ tôi. Tiếp theo, Giang Hải có thể phải xử lý rất nhiều việc, không phải lúc nào cũng có thể làm lái xe cho Cố Uyển Như, Kim Thâu rất ngoan ngoãn, là lựa chọn rất phù hợp. Tại sao phải ngày mai, hôm nay làm ngay đi, ngay hôm nay? Kim Thâu nhìn Giang Hải với ánh mắt đầy mong đợi. Vẫn còn chuyện gì sao? Hi hi, chìa khóa xe. Kim Thâu vui vẻ rời đi, Tần Hiên khẽ nhíu mày. Anh Giang, anh thực sự không có ý định đạt lấy thế lực ngầm. Là anh muốn biết hay là Tần Nguyên Văn muốn biết? Giang Hải hiểu rõ trí thông minh của Tần Hiên không đạt đến trình độ như vậy, Tần Hiên cũng học hỏi từ Tần Nguyên Văn không ít. Tần Hiên thật thà cười. Giang Hải nói, thế lực ngầm, tôi không đụng tới, các anh ai cũng không được đụng vào. Ai đụng vào, rời đi ngay lập tức. Lời nói của Giang Hải rất lạnh lùng, Tần Hiên dùng mình. Rời đi, đi đâu? tìm Diêm Vương chắc. Nhìn thấy Giang Hải rời đi, anh ta mới dám thở dài. Một miếng bánh béo bở như vậy, Giang Hải không biết được thế lực ngầm có thể kiếm được rất nhiều tiền thế nào. Đêm đó, khu biệt thự rực rỡ như ánh đèn. Trong sân, viên lượng ngồi trên ghế, khẽ nhắm mắt thư giãn tinh thần. Anh ta đang đợi. Đợi thời cơ. Đợi đường tuấn. Giết người cao thủ một cách êm ái và tất cả đều là một nhát kiếm chí mạng. Đường Tuấn có bản lĩnh đến vậy sao? Viên lượng còn nghi ngờ có người giúp đỡ đường Tuấn. Vì vậy, bên trong và bên ngoài biệt thự nhìn như không có gì cả, nhưng thật ra anh ta đã bố trí mai phục rồi, chỉ cần đường Tuấn dám tới thì sẽ không thoát được. Vào lúc 8 giờ, đồng hồ báo thức ở bên cạnh kêu lên. Viên lượng nghĩ, có phải là do đường Tuấn không nghe thấy động tính gì không, hay là biết có cảm bẫy nên không dám tới, đường Tuấn không nên đến muộn mới đúng. Đột nhiên, viên lương cảm giác được điều gì đó rồi đột nhiên mở mắt ra, sau đó mắt giật liên tục. Đường Tuấn, cầm một thanh kiếm trên vai, đã đứng trong sân. Anh ta đến, thực sự đến, và xuất hiện một cách âm thầm, nếu anh ta mà cho mình một nhát kiếm. Vậy chẳng phải chết mà còn chẳng biết mình chết như nào sao. Đường Tuấn mặc một bộ đồ đen, rất dễ ẩn nấp trong bóng đêm. Tuy nhiên, trên đầu đường Tuấn, mái tóc đen bóng này đã bạc đi, đã nhuốm màu thăng trầm của cuộc đời. Viên lương cảm thấy có mùi nguy hiểm, đường tuấn không hề có chút sát khí nào trên người, giống như chỉ đến cùng viên lượng nói chuyện phiếm. Nín thở. Phải nói rằng biểu hiện của đường tuấn trong khoảng thời gian này có thể được gọi là vô kiếm, ngay cả ở phương Bắc, và thanh kiếm cùn đó đã đạt đến trình độ xuất thần. Đối mặt với đường tuấn, ngay cả viên lượng cũng không hoàn toàn tin tưởng mình có thể chiến thắng. Có vẻ như nhà họ triệu phía Bắc đã một lần nữa đánh giá thấp thực lực của Đường Tuấn đương tuấn cười rất thoải mái tôi đây nghe nói anh muốn thách đấu với tôi dù anh không xứng nhưng tôi vẫn cho anh một cơ hội có thể chết dưới kiếm của tôi đời này của anh cũng đáng lắm đúng là tự tìm cái chết bây giờ còn dám ăn nói ngông cuồng vậy viên lượng nhẹ nhàng đứng dậy đá cái ghế một cái ngay lúc đó trong tay anh ta cũng xuất hiện một thanh kiếm tôi đã giống như một người chết rồi sớm một ngày hay muộn một ngày, cũng không quan trọng nữa. Nhưng mà, một đám cặn bã như các người, e rằng không giết được tôi đâu. Viên lượng không quan tâm, hừ lạnh một tiếng, đường tuấn, nếu thật sự muốn nói chuyện, chúng ta cũng coi như đồng môn. Anh học được cái gì, tôi cũng đều học được. Hơn nữa, tôi còn học được nhiều hơn anh. Đường Tuấn nói, đúng, chúng ta đã từng kháng khít, nhưng đó là trước đây. Sau đó, Đường Tuấn rút ra một cây kiếm sắc chịu chết đi muộn lắm rồi diêm vương đang sốt ruột chờ các người đó viên lượng trong lòng luôn cảnh giác lại nghi hoặc xưa nay đường tuấn vẫn luôn coi trọng mạng sống chẳng lẽ thật sự đến đây một mình nếu như rơi vào trường hợp này phải cẩn thận hơn suốt cuộc đường tuấn cũng không còn trẻ nữa sẽ không làm những chuyện sốc nổi vậy thì nhất định là có ai đó đứng sau đường tuấn viên lượng không nhúc nhích nhưng đường tuấn đã bắt đầu ra tay thân hình lóe lên, lao thẳng về phía viên lượng. Viên lượng nhìn thấy đường Tuấn nhếch miệng khinh thường. Vẻ mặt đó rất lạnh lùng, nếu đường Tuấn đến đây chịu chết, thì vẻ mặt tàn nhẫn và ghê gớm đó không thích hợp. Viên lượng sợ hãi, đứng đơ một chỗ như tượng. Trong lòng dậy sóng, sợ hãi dâng lên cực độ. Biểu hiện của đường Tuấn thật xuất thần, còn hơn cả võ giả, cảm giác này giống như đối mặt với cổ võ giả. Nói không chừng, đường Tuấn là một võ giả. Không đúng, nếu thật sự là võ giả, Bàng Đại ca làm sao có thể chết ngay trước mắt của Đường Tuấn được? Chỉ một mình Đường Tuấn có thể giết sạch sẽ hai người hảo tuyền, cơ bản không có cơ hội ra tay với Bàng Đại ca, họ sẽ chết dưới kiếm của Đường Tuấn. Chương 186: Giết người. Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của Đường Tuấn, cuối cùng Viên Lượng cũng ra tay, bắt đầu là một tư thế phòng thủ, thân kiếm hướng lên phía trên quét nhẹ một đường nhưng lại dễ dàng loại bỏ một kiếm của Đường Tuấn. Nếu như Đường Tuấn vẫn muốn tiến công, thế thì chỉ có thể đổi chiêu thức. Nhưng mà Đường Tuấn không có, ý cười trên mặt anh ta càng ngày càng lạnh. Đi chết đi, trước khi chết anh sẽ hiểu rõ mọi thứ. Một kiếm mang theo uy thế không thể chống đỡ được, thế tiến tới như cầu vồng. Phốc. Đáng lẽ phải nghe thấy một âm keng vang lên khi hai thanh kiếm va chạm, nhưng Viên Lượng không hề nghe thấy, thứ mà anh ta nghe thấy được chính là tiếng của một kiếm đâm vào da thịt ở lồng ngực của mình một chiêu này thay đổi từ lúc nào vì sao có thể xuất hiện ở góc độ này được tới chết viên lượng cũng không thể hiểu rõ được tại thời điểm có thể nắm chặt mọi thứ trong tầm tay nhưng anh ta lại không thể nhìn thấy được kiếm của đường tuấn rốt cuộc xuất chiêu như thế nào kiếm làm thế nào mà đâm vào ngực mình được viên lượng cuối cùng cũng hiểu câu nói của đường tuấn là có ý gì trước khi chết sẽ hiểu rõ mọi thứ hôm nay anh ta hiểu rồi đường tuấn đã vượt qua phạm vi võ giả mà ẩn giấu trong đó đã là cổ võ giả rồi anh ta làm sao có thể là cổ võ giả được chứ điều này làm sao có thể võ giả cho dù có tu luyện như thế nào thì cũng không thể nào trở thành cổ võ giả được điều này vốn dĩ là hai khái niệm vô cùng xa vời mà giống như là một người đàn ông cho dù cho chuyển thành đàn bà thì cũng không thể nào sinh con được đối địch với một cổ võ giả cho dù là nhà họ Triệu ở phía Bắc sợ là cũng bị dọa cho nát gan ra ấy chứ. Sinh mệnh dần dần trôi đi, ông trời cũng chẳng để lại cho Viên Lượng nhiều thời gian suy nghĩ nữa. Cơ thể nặng nề to lớn đổ ầm xuống đất, máu chảy không ngừng rồi dần dần đông lại. Những cao thủ đang ẩn náu trong bóng tối đang nhìn chằm chằm cảnh Viên Lượng ngã xuống. Cứ thế mà ngã xuống rồi ư? Chỉ một kiếm, một kiếm, chỉ một kiếm. Bọn họ sợ hãi tột độ, chẳng có một ai dám lên tiếng, nhìn cảnh viên lượng chết đi, bọn họ cũng không không dám xuất hiện. Cái gọi là mai phục chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì, thậm chí, bọn họ đã học bằng đại ca bày ra một số lượng lớn thuốc nổ, thì bọn họ cũng chẳng dám châm ngòi. Bởi vì, nếu như thế thì bọn họ cũng chết. Nhưng, hành động giết hàng loạt vừa mới bắt đầu. Đường Tuấn đã nhìn về phía một người. Mặc dù đang ẩn náu ở trong bóng tối, nhưng vẫn bị phát hiện. Một kiếm, lại là một kiếm chỉ có một kiếm tốn không tới nửa khắc thời gian tòa biệt thự này lại một lần nữa trở thành nghĩa địa xác chết xếp chồng chất lên nhau đường tuấn để lại một người ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo biết vì sao tôi tha cho anh chứ biết 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 vì sao anh muốn tôi chuyển lời tới nhà họ triệu ở phía bắc thông minh đó một kiếm này của đường tuấn chỉ lấy đi một cánh tay của cao thủ này còn tha cho anh ta một mạng để anh ta sống sót trở về phía Bắc, đưa tin tức Đường Tuấn muốn giết nhà họ Triệu về. Rất nhanh sau đó, nhà họ Triệu nhận được tin tức, sắc mặt của người đàn ông mặt đen càng trở nên hung ác hơn. Thật là không biết sống chết, không biết trời cao đất dày, tên súc sinh này lại dám đối địch với nhà họ Triệu. Hạ lệnh, phải bắt sống cái tên Đường Tuấn này, tôi muốn cho anh ta sống không bằng chết. Cũng để cho những người đối địch với nhà họ Triệu nhìn một chú có những người mà bọn họ không thể đụng vào được đâu. Mệnh lệnh được truyền đi rất nhanh. Người đàn ông mặt đen cười lạnh nói, đi, gọi húc thiết quay về đây, bảo anh ta tới thu dọn cái tên xúc vật này đi. Đường Tuấn có mạnh hơn nữa thì cũng là người do nhà họ triệu ở phía bắc nuôi dưỡng ra, anh ta có mấy cân mấy lạc, cho dù là nhà họ triệu đánh giá thấp anh ta thì cũng chẳng chênh lệch gì nhiều. Nhưng mà, bọn họ không ngờ tới có một biến số chính là Giang Hải. Quốc Thiết chính là người có năng lực nhất của nhà họ Triệu, hôm nay cũng đã là một võ giả cực đỉnh rồi. Ngay cả ở phương bắc nhiều gia đình danh giá thì anh ta cũng là cao thủ số một số 2 rồi. Đường Tuấn muốn giết nhà họ Triệu ư? Nhà họ Triệu cho rằng Đường Tuấn chỉ là đang nói phét mà thôi. Nhưng trong 3 ngày, chỉ có 3 ngày, ba cơ sở kinh doanh của nhà họ Triệu bị Đường Tuấn chặn trong giết ngoài, giết người, rồi còn phá hủy những đồ vật hàng hóa có giá trị lớn, tiền mặt thì đều bị đưa đi hết. Đường Tuấn làm đúng y như những gì mà anh ta nói, một đường giết tới nhà họ Triệu ở phương Bắc, trên đường đi tới, chỉ cần là cơ sở kinh doanh của nhà họ Triệu thì đều bị thực thi theo nguyên tắc ba sạch. Giết sạch, thiêu sạch, cướp sạch. Mà nhìn trên từng khu vực thì tuyến đường của đường Tuấn đều hướng thẳng về phía Bắc, càng ngày càng gần về phía nhà họ Triệu ở phương Bắc. Dựa vào tốc độ của đường Tuấn thì chỉ cần nhiều nhất là 10 ngày, thì thật sự có thể giết tới cánh cửa lớn của nhà họ Triệu ở phương Bắc. Không phải là đi thắng tới, mà là vừa đi vừa giết. Điều này khiến nhà họ Triệu ở phương Bắc cũng phải hốt hoảng, cho rằng Đường Tuấn là một con chó điên. Ngày thứ nhất, Đường Tuấn diệt một khu. Nhà họ Triệu ở phương Bắc nhanh chóng có phản ứng, tất cả thế lực ở gần đó lập tức được bố trí rất nhiều nhân lực, thậm chí còn có người truy nã Đường Tuấn ở trong một khu vực. Nhưng mà, không có thành quả gì hết mà ngày hôm sau thì còn tổn thất thảm hại hơn. Nhà họ Triệu ở phương Bắc cực kỳ kinh động. Thậm chí, cả phương Bắc cũng chấn động không kém. Đường Tuấn, rốt cuộc là có sức mạnh như thế nào, lẽ nào những cao thủ kia của nhà họ Triệu đều không phải là đối thủ của anh ta? Anh ta muốn học quan vân trường qua năm quan chém sáu tướng ư. Ngày thứ ba, kết cục vẫn giống với hai ngày hôm trước. Vô số cao thủ được điều động từ nhà họ triệu tới, được phân bố trên khắp các tuyến đường mà đường tuấn cần đi. Mà lúc này, nhà họ Triệu ở phương Bắc, một người đàn ông trung niên mang khuôn mặt trắng trẻo vội vàng trở lại. Ông ta chính là Húc Thiết, cao thủ mạnh nhất của nhà họ Triệu ở phương Bắc. Người đàn ông mặt đen kể lại tình hình, ánh mắt âm u lạnh lẽo, sát khí bức người. Tôi muốn anh phải bắt sống được anh ta, tôi muốn bắt sống. Tôi muốn anh ta phải sống không bằng chết. Ngày mai anh ta có thể sẽ xuất hiện ở nơi này bây giờ anh đi ngay đi thì vẫn kịp đó người mặt đen chỉ tay vào bản đồ điên cuồng la hét húc thiết cao mày không đứng lên ngay hai mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ kia còn không mau đi đi người mặt đen cực kỳ phẫn nộ đối với những gia đình danh giá ở phương bắc mà nói thì tổn thất một chút tiền chẳng là gì cả bọn họ chưa bao giờ thiếu tiền mặt mũi đường tuấn quét hết mặt mũi của nhà họ triệu như quét nhà hôm nay có không biết bao nhiêu người đang xem trò cười của nhà họ triệu nuôi một con chó chăn cừu kết quả con chó kia không chịu chăn cừu mà lại quay lại cắn chủ nhân một phát thật đau còn muốn cắn chết chủ nhân nữa con chó này không thể giữ lại được húc thiết thấp giọng nói đi bây giờ ư tôi sợ là chúng bẫy của đường tuấn rồi cái gì sắc mặt của người mặt đen kia lại càng đen hơn không ngờ húc thiết thế mà cũng sợ hãi ư khúc thiết nói tôi không lo không bắt được người này, nhưng mà tôi lo người này đang dùng kế điệu hổ ly sơn. Quan tâm nó điệu hổ ly sơn cái quái gì, bây giờ tôi bảo anh. Giọng nói của người mặt đen càng ngày càng nhỏ, ý anh là, anh ta sẽ xuyên qua khu vực ở giữa này, trực tiếp tới nhà họ Triệu ư. Nếu tôi đi rồi, mà, nhà họ Triệu lại đánh giá sai thực lực của anh ta, nếu như toàn bộ nhà họ Triệu không có ai là đối thủ của anh ta. Người mặt đen biết, lời húc thiết nói không phải là không có lý hơn nữa đối với nhà họ triệu mà nói thì rủi ro này không thể tùy tiện được liều mạng với một kẻ bán mạng kiếm tiền thì không đáng hơn nữa người mặt đen cũng sợ chết húc thiết nói thưa ông chủ tôi muốn mượn xe của ông để dùng chính là chiếc xe chống đạn của ông ấy hả anh muốn làm gì bảo lái xe của ông lái xe tới địa điểm mục tiêu tiếp theo của anh ta lượn một vòng sau đó tìm một nơi an toàn nào đó ngủ một giấc là được Sắc mặt của người mặt đen càng ngày càng đen hơn. Lạnh lùng nói, ý của anh là muốn thử xem, mục tiêu của anh ta có phải là tôi hay không ư? Húc Thiết gật đầu, người mặt đen nói, chuyện này cứ làm theo sự sắp xếp của anh đi. Húc Thiết nhận lệnh rời đi. Quả như dự đoán của Húc Thiết, ngày thứ tư vẫn bình an vô sự. Tới cả xe của người mặt đen cũng không việc gì. Những người kia của nhà họ Triệu đều run rẩy hết cả tim phổi, may mắn trải qua một ngày bình an nhà họ triệu lúc này mới hoàn toàn hiểu được đường tuấn quả thật là muốn dùng kế điệu hổ ly sơn nhà họ triệu ở phương bắc như lâm vào đại địch lập tức thu hẹp nhân lực co cụm về nhà chính lúc này chẳng có người nào là muốn va chạm với đường tuấn cả người mặt đen nghiến răng nghiến lợi trước khi bắt được đường tuấn thì nhất định phải để húc thiết đi theo bên cạnh người không được rời nửa bước dựa vào việc phân tích thực lực mà đường tuấn thể hiện ra thì năng lực của Đường Tuấn đã mạnh đến một mức khó có thể tưởng tượng được. Không khí dường như ngưng động lại, nhà họ Triệu hối hận xanh ruột rồi. Cho dù muốn giết Đường Tuấn thì trước tiên cũng phải dụ dỗ, đưa người tới nhà họ Triệu, làm cho người chết một cách bất ngờ mới được. Một cao thủ võ đạo như thế, võ đạo tuyệt mạnh, một người có thực lực được mệnh danh là kiếm vương. Người đó lại liều mạng đối địch với nhà họ Triệu, quyết tâm đánh giết tiến vào nhà họ Triệu. Điều này không phải là ai cũng có thể ngăn cản được ngay cả ở thiên lương nơi có cường giả nhiều như nêm cũng sợ hãi những cuộc tàn sát hàng loạt này Quốc thiết không ra ngoài nhưng đường tuấn lại ra tay rồi bên ngoài cách khoảng nghìn dặm một cơ sở kinh doanh của nhà họ triệu lại bị đánh giết tới mà trong đó còn có một người cực kỳ quan trọng đối với nhà họ triệu đường tuấn thì chẳng cần biết là ai dùng một kiếm giết chết tiếp theo Đường Tuấn còn thực hiện 4 cuộc tàn sát nữa, địa điểm ra vào cũng rất vị ý, nhà họ Triệu hoàn toàn không nắm bắt chính xác được lộ trình của Đường Tuấn, không thể nào phân tích được trạm tiếp theo mà anh ta sẽ tới sẽ là đâu. Tin tức được truyền tới thành phố Giang Tư, Giang Hải đang ngồi yên lặng ở đó, hồi lâu vẫn không nói một chữ nào. Đường Tuấn, từ giây phút tu luyện bí thuật kia thì đã cách cái chết không xa nữa rồi. Loại bí thuật này, có thể khiến sức mạnh của con người ta phát huy tới cực hạn trong một thời gian ngắn thậm chí còn vượt qua cả giới hạn về cấp bậc. Nhưng mà, cái giá mà anh ta cần phải trả cũng là quá lớn. Giang Hải biết, Đường Tuấn đã chẳng thiết sống nữa rồi, anh ta đang muốn kéo càng nhiều người nhà họ Triệu chết theo chung. Nếu như, có thể kéo được ông chủ của nhà họ Triệu, thì anh ta có dùng mạng sống của mình để đổi cũng không vấn đề gì. Để đi trả thù cho bàng đại ca, đòi một sự công bằng mà lại thê thảm như vậy. Sắc mặt Tần Hiên cũng thay đổi. Trước kia, anh ta cũng từng lăn lộn ở trong thế giới ngầm, so sánh với Đường Tuấn thì chẳng khác nào mấy đứa trẻ con chơi đồ hàng. Chặt tay chặt chân thì đã được xem là những người hung ác, mà Đường Tuấn thì không biết đã dính bao nhiêu mạng người trên tay rồi. Công bằng ư? Giang Hải thấp giọng trầm mặc, cuối cùng cũng nói chuyện. Cái gì gọi là công bằng? Câu hỏi này rất khó nói rõ ràng. Nhà họ Triệu ở phương Bắc bồi dưỡng bàng đại ca và Đường Tuấn, bọn họ cũng cần phải bán mạng cho nhà họ Triệu. Đầu tư như gỗ đào mà báo đáp như quỳnh dao. Đây là công bằng, nhưng mà bàng đại ca già rồi, vô dụng rồi, không chỉ cần loại bỏ mà cần phải giết chết, cái này cũng là công bằng ư? Cái chết của bàng đại ca có liên quan gì tới những người bình thường trong nhà họ Triệu không? Đường Tuấn nhìn thấy người nhà họ Triệu thì đều giết chết, đối với những người bị giết này có công bằng không? Trong thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này, nào có công bằng được chứ, lại càng chẳng có nơi nào nói đạo lý cả. Thực tế thì lúc đó Bàng Đại Ca quỳ trước mặt Giang Hải đã nghĩ kỹ đường lui cho Đường Tuấn rồi. Sau khi Bàng Đại Ca chết thì Đường Tuấn hoàn toàn có thể ra ngoài sống một cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống thuộc về bản thân mình ở thành phố Giang Tư. Nhưng mà, tình cảm anh em của anh ta với Bàng Đại Ca quá sâu đậm, giết vài người nhà họ Triệu để chút giận cũng được rồi. Nhưng mà Đường Tuấn lại chọn con đường không lối về này, dùng tính mạng của bản thân mình muốn cùng chết với nhà họ Triệu ở phương Bắc không có ai có thể nói rõ ràng được cái loại nghĩa khí giang hồ này là đúng hay sai tần hiên lúc này đang chạy vội tới anh giang xảy ra chuyện rồi hoang mang hoảng loạn gì thế không giống anh chút nào cả xảy ra chuyện gì rồi tần hiên gấp gáp như thế thì chắc chắn là có chuyện lớn rồi có thể là tin tức đối chiến của đường tuấn với cao thủ nhà họ triệu được truyền về rồi nhưng mà so với dự tính của giang hải thì đã sớm rất nhiều rồi chúng ta, những tài khoản của sản nghiệp sám kia của chúng ta, đột nhiên. chương 187, bị gai. Sắc mặt Tần Hiên cực kỳ cổ quái, dường như có chuyện gì đó rất khó nói. Tài khoản của sản nghiệp sám, hoặc là tiền đen, hoặc là lợi nhuận của những sản nghiệp sám ở phía đông đem đến. Toàn khoản này là tài khoản đen, nhưng nó lại đang làm một việc không thể rõ ràng hơn đó là quỹ từ thiện của thành phố Giang Tư. Đột nhiên có nhiều thêm một khoản tiền nhiều hơn bao nhiêu tiền ngân hàng tính sai tiền lãi à giang hải bật cười làm sao có thể như thế được hoặc là có người chuyển tiền nhầm nhưng mà sau đó sắc mặt của giang hải có chút thay đổi nhiều hơn bao nhiêu nếu như là con số nhỏ thì có lẽ là tính sai nếu như là con số lớn thì giang hải sẽ cảm thấy thật ghê tởm rất nhiều lúc trong ví tiền đột nhiên lại nhiều thêm rất nhiều tiền cũng không phải là chuyện tốt gì cả bởi vì đó chính là lúc ác mộng tìm tới cửa. Tần Hiên có chút lắp bắp nói, "Nhiều, nhiều hơn, nhiều hơn gần 300 triệu." Sắc mặt Giang Hải đột nhiên thay đổi, cực kỳ khó coi. Giang Hải đưa cho Đường Tuấn một quyển tâm pháp cổ võ, thất hồn lại dạy anh ta bí thuật. Đây chính là ơn to như núi, mà anh ta thì sao? Thế mà lại báo đáp như thế này ư? Lúc này, điện thoại di động trên tay Giang Hải có một tin nhắn gửi tới là của đường tuấn gửi tới giang hải lại hối hận rồi vì sao lại cho anh ta số điện thoại của mình chứ tin nhắn này sẽ mang tới cho giang hải rất nhiều phiền phức mặc dù giang hải không sợ phiền phức nhưng mà anh không thích phiền phức hơn nữa chuyện này chẳng liên quan gì tới anh cả đường tuấn nói anh giang ơn của anh nói cảm ơn cũng không sao trả hết được kiếp sau tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp anh đường tuấn à xin anh đấy không cần hỏi thì cũng biết được tin nhắn này nhất định sẽ bị người nhà họ Triệu ở phương Bắc điều tra ra. Mà đường Tuấn lại để cho nhà họ Triệu điều tra ra được Giang Hải. Khoản tiền này cũng là do đường Tuấn gửi tới. Đường Tuấn biết, dựa vào năng lực của bản thân, đối địch với nhà họ Triệu thì dù có chết tới 10 lần cũng không thể nào đụng được vào gốc rễ của nhà họ Triệu ở phương Bắc được, muốn giết người mặt đen của nhà họ Triệu chính là việc người điên nằm mơ. Nhưng mà, nếu như khuấy nước cho đục, làm nổi gió lên, kéo Giang Hải vào đống hỗn độn này thì cho dù nhà họ Triệu không bị diệt thì cũng sẽ bị tàn phá. Cái tên này, thật là còn gài bẫy giỏi hơn cả tôi nữa. Giang Hải đỡ chán, rồi cười khổ. Trăm tính nghìn tình cũng không tính được một chiêu này của Đường Tuấn. Hai mắt nheo lại, Giang Hải đoán là. Nước cờ này của Đường Tuấn sợ là đã thương lượng bàn bạc với bàng đại ca từ lâu rồi. Hơn nữa, nhất định là do bàng đại ca dạy cho Đường Tuấn ngay khi bàng đại ca quỳ xuống thì đường tuấn sẽ vì ông ta mà chết tới thành phố giang tư chị độc chỉ là chuyện ngoài ý muốn muốn học bản lĩnh của giang hải mới là sự thật sau đó phung kiếm tiến về phía bắc chém giết khiến nhà họ triệu bị đảo lộn đưa tất cả những gì cướp được cho giang hải nói lời cảm tạ ơn cứu giúp để cho người nhà họ triệu biết được đến lúc này thì đường tuấn lại lui binh cái mũ này đã bị chụp hoàn hảo lên trên đầu giang hải bàng đại ca tính toán rất tốt nhưng ông ta cũng không ngờ được đường tuấn cũng chẳng sống được bao lâu nữa trong đó giang hải chính là một người bị tai bay vạ gió tự nhiên lại nhàn rỗi đi giúp đường tuấn nâng cao thực lực cũng tự gây ra một phiền phức cho bản thân anh giang lại có một khoản tiền nữa được chuyển tới tần hiên ngoài cười mà trong không cười đối với anh ta mà nói thì có được tiền thì chính là chiếm được món hời hơn nữa còn là một món tiền lớn như thế này nữa chứ Giang Hải đã phiền tới mức trả muốn hỏi số tiền là bao nhiêu nữa. Đường Tuấn có được bao nhiêu thì sẽ chuyển khoản bấy nhiêu. Đây cũng chính là khoản bồi thường khi anh thay bàng đại ca và Đường Tuấn nhận cái vụ rắc rối này. Món bồi thường này Giang Hải hoàn toàn không muốn có được. Rất nhanh sau đó, nhà họ triệu bỏ mặt mũi xuống, tuyên bố với bên ngoài một lệnh treo thưởng. Chỉ cần ai có thể bắt sống được Đường Tuấn thì sẽ có được bao nhiêu tiền thưởng. Mà ai có thể diệt được Đường Tuấn thì lại có thể có được bao nhiêu tiền. Nhà họ Triệu treo thưởng rất cao, đến mức có thể khiến cho tất cả các cao thủ đang ở ẩn cũng dục dịch dao động. Nhà họ Triệu ở phương Bắc, muốn làm cho Đường Tuấn trở thành một con chuột chạy qua đường, cả cái thế giới ngầm này, còn cả giới Bạch đạo nữa, đều sẽ đuổi giết Đường Tuấn. Mà, những người thân trực hệ của nhà họ Triệu toàn bộ đều trở về trụ sở của nhà họ Triệu, không được phép ra ngoài những người này cũng thật sự chẳng dám ra ngoài, lẽ nào ra để tìm chết à? Đường Tuấn rất chi là háo hức mong chờ được gặp gỡ bọn họ. Nhà họ Triệu ở phương Bắc, hoàn toàn trở thành một trò cười rồi. Mấy chục năm nay, không, trên cả nghìn năm nay, họ đã bao giờ nhếch nhác như thế này, để cho một người đuổi giết cả một gia đình danh giá, nhưng họ lại như một con rùa rụt đầu không dám ló mặt. Người mặt đen đã ném vỡ, đập nát hết tất cả những thứ có ở trong phòng, quát tháo chẳng qua chỉ là một thằng đường vấn thôi chỉ có một người thôi các người không chỉ không giết được mà người cũng không thể nào tìm được đồ vô dụng một đám bỏ đi thùng cơm một đám chỉ biết ăn các người nói xem những ngày này nhà họ triệu đã chết bao nhiêu người rồi lẽ nào các người không có ai có thể tìm thấy rồi giết anh ta ư tiếng hết giận dữ như sấm dậy nhưng chẳng hề có tác dụng gì giờ đã treo thưởng nếu như có thể tìm thấy được nơi ẩn náu của đường tuấn thì không cần người nhà họ triệu ra tay những cao thủ ẩn thế kia cũng sẽ ra tay rồi Quốc thiết cảm thấy trên mặt thật nóng rát ông ta nhận được lợi ích to lớn từ nhà họ triệu tự nhiên sẽ phải làm việc cho nhà họ triệu mà bây giờ cao thủ như ông ta cũng chỉ có thể làm một người vệ sĩ mà thôi là vệ sĩ bên người để đảm bảo an toàn cho người mặt đen thưa ông chủ chuyện của đường tuấn không dáng lo lắng lắm chỉ cần có thể ép anh ta ra thì cái gì cũng có thể nói được hết. Nếu như có thể dụ được người ra thì tôi nhất định sẽ giết anh ta. Người mặt đen hét lên, dẫn dụ người ra, dẫn dụ ra ư, ai mà không biết là nên dẫn dụ chứ, nhưng vấn đề là làm sao có thể dẫn dụ ra được. Những người xung quanh run rẩy, bị trách mắng thì cảm thấy nhục nhã, sự căm thù đối với đường tuấn lại càng cao thêm một bậc nữa. Không có ai dám nói gì hết, sau đó người mặt đen nói, dẫn dụ ra cũng được, chỉ cần tôi xuất hiện thì anh ta nhất định sẽ đến để giết tối không thế thì không được húc thiết lên tiếng phản đối nếu như một khi thất thủ thì ông ta phải lấy cái chết để đền tội hoặc là trả giá bằng vận mệnh của mình ư thế thì ông nói nên làm như thế nào người mặt đen nói cái tên đường tuấn này anh ta không muốn sống nữa rồi anh ta muốn liều mạng với tôi liều mạng ư húc thiết nói thế thì ép anh ta tới liều mạng thôi đào cái xác thối của con chó họ bàng kia lên đây, phanh thây ra. Chúng ta cố gắng bằng mọi biện pháp để xúc phạm làm nhục thi thể của lão già kia. Còn nữa, tuyên bố ra bên ngoài, tôi với anh ta đã ký sinh tử trạng, tỷ võ. Nếu như anh ta tới thì cho phép anh ta dọn xác cho tên họ bàng kia, tôi lấy thân phận là võ giả ra để thề, sẽ an táng một cách trọng đại nhất cho tên họ bàng kia. Đối với võ giả mà nói, ký kết thi đấu sinh tử trạng thì ai cũng không được trốn tránh, càng không thể chơi bẩn được, nếu phá vỡ quy tắc thì không thể nào lăn lộn ở trong giới võ giả nữa. Mà cái quy tắc này ai cũng đều muốn vi phạm, nhưng lại sợ người khác cũng vi phạm. Người mặt đen nhíu mày lại, anh ta là một người đã muốn chết rồi, sẽ quan tâm tới một cái xác chết ư. Húc thiết nói, anh ta quan tâm, ơn nữa, ông có thể tuyên bố là ông sẽ tới võ đài. Nhưng mà, ông nên tìm một người thế thân thì sẽ tốt hơn. Người mặt đen cũng có mặt tại võ trường, chính là đang cho đường tuấn một cơ hội. Thi đấu võ thuật là giả, giết người mặt đen mới là thật. Một người muốn chết, còn quan tâm tới quy tắc làm cái quái gì chứ? Người mặt đen gật đầu, xem ra đã công nhận kiến nghị của húc thiết, lập tức sắp xếp người công bố tin tức ra bên ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại hai người là người mặt đen và húc thiết. Húc thiết nói, ông chủ, ông bắt buộc phải có mặt. Nhưng mà, ông cần phải ẩn mình trong đám đông tôi lo lắng đường tuấn lại sử dụng chiêu điệu hổ ly sơn lắm người mặt đen suy nghĩ một lúc rất chi là do dự phân vân nếu như đi thì đại diện cho việc bản thân sẽ có nguy hiểm tới tính mạng nhưng cuối cùng thì người mặt đen vẫn đồng ý thể hiện nhất định sẽ tìm một người thợ trang điểm giỏi một chút cần hóa trang tới mức người thân cận nhất cũng không thể nào nhận ra được đường tuấn có tới không chắc chắn sẽ tới bởi vì đây là cơ hội duy nhất để giết người mặt đen anh ta còn phải dọn xác cho bàng đại ca nữa. Tin tức này rất nhanh đã được truyền ra ngoài. Đường Tuấn tự nhiên cũng nhận được tin tức. Sau khi giết một con cháu của chi thứ nhà họ triệu thì anh ta đã dùng máu của tên đó viết lên trên tường thời gian và địa điểm. Thời gian mà Đường Tuấn nói là ba ngày sau. Mà ba ngày này, Đường Tuấn vẫn không ngừng bước chân như cũ, anh ta không ngừng chém giết, dùng máu tươi để xoa dịu nỗi hận cuồn cuộn ngất trời trong lòng mình. Muốn thi đấu à? giang hải lười biếng nhìn dòng tin tức này ba ngày lại chỉ còn lại có ba ngày nữa thôi sau ba ngày nhà họ triệu sẽ điều tra những đồ vật có giá trị mà đường tuấn đã cướp đang ở đâu số tiền này đang ở đâu tới lúc đó nước rút thì đá sẽ lộ ra giang hải có nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch được nghi ngờ cho dù có nói như thế nào thì cũng không nói rõ ràng ra được mà từ trước tới giờ giang hải chưa từng nghĩ tới việc giải thích Tiền đã ở trong tài khoản của mình rồi, vậy thì mang đi tiêu là được rồi. Cũng trùng hợp là Giang Hải đang định xây dựng một cái công viên ở viện dưỡng lão, môi trường phải tốt, còn có quảng trường, một quảng trường lớn. Những người lớn tuổi của thành phố Giang Tư cũng thích nhảy quảng trường, nhảy ở dưới lầu của khu dân cư thì sẽ ảnh hưởng tới người khác, nhưng mà nhảy ở trong công viên thì lại khác rồi. Còn có, phía nam của thành phố là vùng đồi núi, bởi vì nghèo khó nên đường xá không được tốt. Người trẻ vào thành phố đi làm đi đi về về phải mất cả 3 tiếng đồng hồ, nếu như sửa lại đường, lại thêm phương tiện giao thông công cộng nữa, thì bất luận là học sinh đi học hay đi làm hoặc vận chuyển nông sản cũng cực kỳ thuận lợi. Tiền vừa mới tới tài khoản, thì ở trong lòng của Giang Hải cũng đã nghĩ cách làm sao tiêu số tiền này cho hợp lý rồi. Cái gì, đưa số tiền này cho nhà họ triệu ở phương Bắc Ư, nói là không liên quan gì tới mình hết, toàn bộ đều là hiểu lầm Ư. Cái kiểu vẫy đuôi mừng chủ, nịnh hót lấy lòng thế này tuyệt đối không phải là phong cách của giang hải ăn vào trong miệng rồi mà còn phải nhả ra trừ khi là mổ bụng giang hải ra chiếc mũ bay tới trên đầu này giang hải nhận mọi thứ đều có nhân quả cho dù giang hải không chủ đông kết thù với nhà họ triệu ở phương bắc thì lẽ nào bọn họ sẽ bỏ qua cho anh nhà họ triệu ở phương bắc xem cả tỉnh hải đông như là vườn hoa sau nhà của mình thế giới ngầm cũng đã mang họ triệu luôn rồi khi nắm được toàn tỉnh rồi, lẽ nào không nhắm tới thành phố Giang Tư ư? Cho dù không tới thì cũng gây khó dễ cho Giang Hải. Ngày nay, sản nghiệp của tập đoàn Uyển Như đang phát triển với tốc độ nhanh chóng theo cấp số nhân, những cơ sở kinh doanh này sớm hay muộn cũng sẽ bị người của thế giới ngầm nhìn chằm chằm, việc tống tiền chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tới lúc đó, không thể thiếu được mâu thuẫn, ngược lại chính là hôm nay dùng nhà họ Triệu để làm con gà giết nó để dọa những con khỉ ngốc khác đã đang hoặc sẽ có ý muốn gây phiền phức cho Giang Hải. Tập đoàn Uyển Như, Kim Thâu đang cầm một cái gương nhỏ của một nữ nhân viên, cẩn thận trải mái tóc xanh như cỏ của mình. Khi Cố Uyển Như không có việc gì phải ra ngoài thì Kim Thâu cũng chẳng có việc gì cả, nói chuyện phiếm với một đám đàn bà con gái chính là chuyện hạnh phúc nhất cả ngày rồi. Thấy Giang Hải quay lại, Kim Thâu lập tức đứng lên, "Anh Giang." "Ừm." Giang Hải lướt nhìn cái đầu xanh lét rồi mù của Kim Thâu. Kim Thâu chu chu môi về phía phòng làm việc của Cố Uyển Như, nuốt nước miếng sắp trào ra khỏi miệng. Có một cô tiên vừa mới tới, vừa rồi bà chủ bảo em tới sân bay đón người, em đã đánh rơi mất hồn rồi, thật là xinh đẹp. Kim Thâu mang theo vẻ mặt dê cụ hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, anh Giang, anh không biết đâu, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy người con gái này thì đã ngây ngất rồi. Ánh mắt ngây ngất, cái cái ấy cũng ngây ngất luôn hà hà giang hải nhíu mày nói lung tung gì thế cậu có phải là nhìn thấy con chuột mẹ cũng có thể yêu tới chết đi sống lại hay không giang hải rất tò mò cô gái như thế nào mà có thể khiến kim thâu điên cuồng như thế cho dù giang hải không phải là người háo sắc nhưng nghe kim thâu miêu tả như thế thì trong lòng cũng không khỏi cảm thấy tò mò muốn nhìn xem một chút muốn biết người đó trông như thế nào mà kim thâu lại nói là cô tiên đi thẳng tới phòng làm việc của Cố Uyển Như, lúc đẩy mở cửa ra thì Giang Hải đã cảm thấy căn phòng này dường như sáng sủa hơn lúc bình thường rất nhiều, mà cũng thơm hơn rất nhiều. Đây, rốt cuộc là hương thơm gì, vì sao, lại mê người như thế? chương 188, Nữ thần sao? Nói thật, Giang Hải thật sự không phải là người có văn hóa, 9 tuổi đã trở thành trẻ mồ côi rồi, cũng không được đi học nhiều. Khi để hình dung về một người con gái xinh đẹp thì chỉ biết nói quào. Wow. Trừ cái đó ra thì có mổ bụng ra cũng không biết nói ra từ ngữ nào miêu tả thích hợp cả. Nhưng, người con gái mà Giang Hải này thật sự là quá rung động rồi. Thậm chí, còn rất thẳng thắn. Là một người đàn ông khi nhìn phụ nữ, sẽ như con sói đói đang nhìn con mồi ngon mắt, người phụ nữ này, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khơi dậy cảm xúc của đàn ông. Không phải là rung động về mặt tình cảm, mà là khao khát dục vọng chiếm hữu mãnh liệt phát ra từ tận đáy lòng. Cũng chẳng trách Kim Thâu nói bản thân luôn nhìn thẳng vào cô ta, nhưng mà anh ta cũng không ngốc, cũng biết kiềm chế. Mỹ nhân thì Giang Hải đã gặp nhiều rồi, người phụ nữ như thế này, duy chỉ có người nổi tiếng quyến rũ trong thế giới ngầm mới có thể so sánh được. Thậm chí, nhìn thấy người phụ nữ này, hai huyệt nhâm đốc của Giang Hải giống như được đả thông vậy. Trong chốc lát này, thế mà lại nhớ lại câu nói miêu tả về nữ thần Hà Lạc. Bờ vai thon thả ngọc ngà, vòng eo thắt đáy lưng ong, Cổ cao kiêu hãnh, dáng người thanh mảnh, lả lướt thướt tha, nụ cười xinh đẹp. Mắt phượng mày ngài, lông mày lá liễu, môi hồng răng trắng, ánh mắt trong như những vì sao, cực kỳ xinh đẹp. Thế nhân cũng chỉ khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp khiến chúng sinh nghiêng ngả thì mới biết được, U Minh vì sao lại chiến tranh với các chư hầu. Chỉ cần gặp những người con gái như thế này thì mới biết được vì sao đế vương không lên chiều sớm. Nhưng mà ánh mắt của Giang Hải cũng chỉ chứa sự kinh ngạc mà thôi, cũng chỉ duy trì mấy giây rồi trở lại bình tĩnh như cũ. Truyền trừa của đế vương, tâm pháp cố thủ trên linh đài, bất cứ lúc nào, thần chí cũng cần duy trì sự bình tĩnh, yêu ma quỷ quái không thể quấy dày tinh thần. Mà mùi hương thơm nhạt nhạt này khi xâm nhập vào mũi của Giang Hải thì đột nhiêu anh hiểu ra, hương thơm toát ra trên người của người phụ nữ này đang là một loại mùi cơ thể. Mà, người phụ nữ này, thể chất trời sinh quyến rũ. Trong truyền thuyết có nói, cũng nhất định là loại yêu tinh hại nước hại dân kia. Giang Hải đẩy cửa bước vào, Cố Huyền Như và người phụ nữ kia đồng thời đưa mắt nhìn sang. Cố Huyền Như liếc nhìn oán trách, có khách đang ở đây mà Giang Hải cũng không biết gõ cửa. Mà người phụ nữ kia khi nhìn thấy Giang Hải thì ánh mắt lóe lên, dường như có cảm giác ngạc nhiên dị thường. Người này chính là mục tiêu của cô ta, một người đàn ông tên là Giang Hải. Mà người đàn ông này tại khoảnh khắc nhìn thấy bản thân mình thế nhưng lại chỉ thất thần trong một thời gian ngắn mà thôi, sau đó ánh mắt lại trở nên trong suốt hơn, như một hồ nước phẳng lặng. Nhìn thấy mình mà vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh cao độ như thế, Giang Hải vẫn là người đầu tiên. Người phụ nữ không thất vọng đối với sự xinh đẹp của bản thân, mà ngược lại thì lại sinh ra hứng thú với Giang Hải. Chậm rãi đứng dậy, bước về phía Giang Hải, giờ đôi tay xinh đẹp như ngọc ra. Xin chào, Tôi là Bộ Trần. Bộ Trần. Lăng Ba Vi Bộ, Lam Miệt Sinh Trần. Lạc Thần. Nghe thì rất chi là bình thường, nhưng mà lại cực kỳ tốt đẹp, người phụ nữ này cũng thích hợp với cái tên này. Cố Uyển Như cũng đứng dậy nói, "Em giới thiệu một chút, đây là chủ tịch Bộ Trần. Còn đây là chồng của tôi, Giang Hải." Trước đây, khi giới thiệu Giang Hải thì Cố Uyển Như đa phần là chỉ nói tên thôi, mà sẽ không giới thiệu anh là chồng. Đây là lần đầu tiên chữ chồng vang lên, thậm chí lại trịnh trọng có lực như thế. Sự xuất hiện của bộ trần khiến cố Uyển như cảm thấy, có một loại nguy cơ không rõ tự dưng sinh ra, dường như là thứ quý giá nhất của bản thân mình sẽ bị người khác cướp đi mất. Da thịt mềm mại, trắng không tì vết, mềm mại không xương. Nhưng mà, Giang Hải lại không hề cảm thấy gì cả, chỉ chạm vào một cái rồi thôi. Sau khi chào hỏi sơ sơ, rất chi là khách sáo cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh cái cô bộ trần này đương nhiên là một người khéo léo tài giỏi là một người đàn bà rất bí ẩn bộ trần không dừng lại lâu tiến hành đàm phán với cố huyền như một cách bình thường trời về tối trên đường về nhà kim thâu đang lái xe mà vẫn còn rất chi là hưng phấn chia sẻ với giang hải mấy câu về quá trình mà anh ta đưa bộ trần về khách sạn cô ta nói những gì giang hải hỏi hỏi về anh nha anh giang làm sao mà tôi cứ cảm thấy cô em tiên nữ xinh đẹp này thích anh thế nhỉ Hi hi, bà chủ, tôi đang nói linh tinh đó. Nhìn vào gương chiếu hậu, thấy sắc mặt Cố Uyển như đã xa sầm xuống nên Kim Thâu lập tức sửa miệng lại. Giang Hải hỏi, cô ta tới để bàn về dự án nào thế? Cố Uyển như nói, công ty của Bộ Trần có thực lực rất lớn, phạm vi muốn mở rộng cũng nhiều, bên phía chúng ta ít nhất có bốn dự án công nghệ thích hợp để hợp tác với cô ta. Em thấy thế nào? Cố Uyển như cáu kỉnh nổi, Hình như anh rất mong đợi chúng ta sẽ hợp tác với cô ta thì phải. Sao cũng được, Giang Hải nói, giờ chúng ta có kỹ thuật, rất nhiều người muốn hợp tác làm ăn, cô ta chẳng qua chỉ là một lựa chọn mà thôi. Sau khi xuống xe, Giang Hải lập tức gửi cho Thất Hồn một tin nhắn, bảo anh ta điều tra bộ Trần. Buổi tối, sau khi tắm xong, thì thấy tin nhắn của Thất Hồn đã gửi tới rồi, mà quá khứ của bộ Trần cũng bị điều ra rõ ràng trong tài liệu này, không sót một thứ gì giang hải nhíu mày hình như là mình bị cô ta nhắm vào rồi thì phải cố huyền như còn có chút không vui cụ thể là vì sao thì cô cũng không rõ nhìn thấy giang hải thì cứ thấy có loại cảm giác không nói ra lời điều khiến giang hải bất ngờ là bộ trần hoàn toàn không muốn gặp mặt anh mà ngược lại còn có chút muốn tránh mặt giang hải điều này khiến giang hải cảm thấy kỳ lạ lẽ nào mình đã nghĩ sai rồi sao cô ta thực tế là tới để tìm kiếm hợp tác ư đêm tĩnh mịch và khắc khoải Giang Hải từ từ lật người, dựa sát vào người cố huyền như. Vợ ơi! Hả? Anh thấy hơi lạnh. Nếu chân mỏng thì anh có thể đổi cái chân bông. Giang Hải muốn nói là lạnh ở trong tim đây này. Ngủ cùng nhau lâu như thế rồi, có phải là nên có chút tiến triển không nhỉ? Cứ hữu danh vô thực thế này, thì trong lòng Giang Hải khó chấp nhận cứ như là bị mèo cào ấy. Anh có thể ôm em không? Người em rất ấm áp. Giang Hải cười đen tối, thấy cố uyển như không có phản ứng gì thì mặt dày tiến về phía trước cơ thể của hai người cũng dán sát vào nhau vợ ơi em nói xem chúng ta nên sinh con vào lúc nào thì hợp lý cố uyển như hay là đẩy lịch trình này lên trước đi cố uyển như thở dài một tiếng trong lòng giang hải thật sự là muốn làm bá vương cưỡng ép cô ấy trong lòng cứ như đang bốc hỏa trong lòng nghĩ như thế nên tay cũng có chút động tĩnh rồi cố huyền như nắm chặt lấy tay của giang hải nắm chặt lấy tay giang hải không anh không được chạm vào em vì sao giang hải thật sự rất vội vàng nên chỉ chọn những từ ngắn gọn rõ ý nói là được rồi được hay không được nói một lời thôi cứ dày vò thế này thì ai mà chịu được chứ không được chính là không được anh không phải là anh nói sẽ đợi trong lòng em chấp nhận hay sao cố huyền như không động đậy cái tay giữ chặt giang hải cũng thả lỏng ra Giang Hải cũng không tiếp tục nữa, cứ như thế nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trời dần về đêm, Giang Hải cũng không hề ngủ. Cố Huyền Như cũng không ngủ, cả người cô vẫn luôn căng cứng lên như thế, dường như là vẫn luôn đang phòng bị, lo lắng Giang Hải lúc nào cũng có thể bộc phát thu tính vậy. Mình nên chấp nhận anh ấy. Trong lòng Cố Huyền Như thì nghĩ như vậy. Trên thế giới này, sợ là sẽ không có người đàn ông thứ hai vì cô mà làm nhiều thứ như vậy nữa. Cảm động không? Cảm động chứ? Nhưng mà, cô lại có chút không dám động đậy, trong lòng thì lo lắng muốn chết, bị Giang Hải ôm lấy, đã là sự chấp nhận cực hạn của cô lúc này rồi. Cô có yêu Giang Hải không? Cố Uyển như biết, bản thân đã thích anh rồi, cũng không biết thích từ lúc nào, nhưng không có Giang Hải ở bên cạnh mình thì Cố Uyển như vẫn luôn cảm thấy trống rỗng trong tim. Khi Giang Hải ở bên cạnh thì Cố Uyển như cảm thấy ngọt ngào, mặc dù có lúc muốn làm phiền anh nhưng mà cái loại phiền phức đó không phải là chán ghét mà chính là việc muốn chiêu chọc anh, muốn bắt nạt anh. Đồng thời, trên thế giới này cũng chẳng có người đàn ông nào sẵn sàng chấp nhận được sự thất thường của Cố Huyền như. Véo véo da thịt mềm mại trên eo của Giang Hải, Cố Huyền như có thể nhìn thấy được ở đôi mắt của Giang Hải còn lưu lại một tia sáng hạnh phúc. Ngày hôm sau, hai người đều mệt mỏi, ăn sáng một cách rất chi là máy móc. Chồng ơi, hả? em bây giờ chỉ là chưa chuẩn bị tốt thôi. Anh đợi em chuẩn bị tốt. Cười tâu tuét, Giang Hải biết được khoảng cách tới thành công không xa nữa rồi, cố huyền như ở nhà thường không gọi anh là chồng, mặc dù cha mẹ vợ đều không ở bên cạnh. Đợi em chuẩn bị tốt rồi, anh sẽ để em có được anh. Sắc mặt của cố huyền như lập tức đỏ lên, cáo kỉnh liếc mắt nhìn Giang Hải. Phía trước là Kim Thâu đang lái xe, thằng nhóc này, khuôn mặt rất là gian, chắc chắn là nghe được cái gì rồi. Cái tên ngốc này, cứ nói trực tiếp ra như thế à, không cần mặt mũi nữa à?" Hung hăng nhéo Giang Hải một cái, tiến lại gần rồi dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe được nói: "Anh, sao lại nói thẳng ra như thế chứ, phía trước còn đang có người mà, không ngại à?" Không phải là Giang Hải không đau, mà là đang cố nhịn. Làm ra vẻ không sao cả nói: "Anh dễ lắm, chỉ cần một lần là có thể có được anh luôn." Cố Huyền Như chẳng nói gì, giận tới mức dậm chân luôn đầu cũng quay sang dựa vào cửa sổ. Giang Hải chết tiệt, Giang Hải thối, càng nói càng không biết ngại, thật là không biết xấu hổ. Giang Hải cười hì hì nói, vợ ơi, em lúc giận dỗi, cũng thật là xinh đẹp, anh lại càng muốn em có được anh. Giang Hải thấy rất vui vẻ, cô vợ của anh thật sự là quá ngây thơ rồi. Đừng nói là mộ người phứ 30 tuổi trong công ty đã từng kết hôn, mà kể cả là những cô gái 20 mấy tuổi thôi, cũng có thể nói đùa với Giang Hải những lời nói có thể khiến người khác kinh ngạc rất cả hàm. Những người đã từng kết hôn rồi thì nói chuyện lại càng táo bạo hơn, trong khi nói chuyện lại còn chia sẻ thông tin về những đồ chơi bằng điện để mạnh mẽ cỡ nào, rồi làm như thế nào để đặt hàng được những thứ đó. Tới công ty, Kim Thâu rất chi là hứng thú đi tới vị trí của chính mình, cách Giang Hải xa một chút. Tần Hiên từng cảnh cáo anh ta rồi, lái xe cho ông chủ thì cần phải làm mình như là một người điếc nghe thấy gì cũng coi như là chưa từng nghe thấy, cho dù trong lòng thế nào thì bên ngoài cũng phải bất động như núi. Kim Thâu vừa được ăn phải một bữa, cơm chó, đã cố gắng nhịn lâu lắm rồi, suýt chút nữa thì đã cười lớn thành tiếng rồi. Sau khi ngồi vào bàn làm việc, Cố Huyền như nói, chồng à, đợi khi em chuẩn bị được rồi thì em sẽ nói với anh. Em cũng sẽ. Cô cũng muốn cố gắng thuyết phục bản thân mình, cố gắng sớm có thể chấp nhận. Chuyện kia, thực sự là là ai cũng đều nên trải qua làm chuyện yêu với người yêu của mình cũng chính là một loại hạnh phúc lời còn chưa nói hết nhưng cố uyển như đã xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi giang hải suýt chút nữa thì không nhịn được mà cười thành tiếng cái cô gái ngốc nghếch ngọt ngào này cả đường đi mặt cứ lạnh như tiền lẽ nào là đang suy nghĩ tới chuyện này ư nhưng mà hình như có thể là chắc hẳn đại khái là cố uyển như đã yêu mình rồi đột nhiên giang hải thấy cực kỳ mong đợi đợi một ngày cố uyển như tiếp nhận tình yêu của mình bộ trần lại tới tìm cố uyển như để bàn chuyện hợp tác người đàn bà này dường như chuyện gì cũng tự mình giải quyết hết mà để ngang hàng bàn bạc với nhau nên cố tiên giao cũng cần đích thân đàm phán chi tiết với cô ta cái mà bọn họ bàn bạc tới đều tương đối chi tiết nhưng thực tế đều là phương hướng hợp tác mở rộng còn chi tiết hơn thì cố uyển như để cho người cấp dưới của mình thương lượng với thư ký của bộ trần buổi trưa Cố Huyền như giữ bộ Trần ở lại ăn cơm nhưng lại bị từ chối, nói không muốn quấy rầy thế giới hai người của cô và Giang Hải. Lúc này bộ Trần mới đề xuất người đưa đón cô ta có thể đổi thành Giang Hải hay không. Lái xe của Cố Huyền như thật sự là có chút, có chút háo sắc ư? Ai nhìn thấy dáng vẻ của bộ Trần mà lại không háo sắc chứ? Biểu cảm của Kim Thâu không thể bình thường được, nhưng có thể lái xe một cách bình an thực sự là quá khó rồi. Nhất là trên người bộ Trần lúc nào cũng toát ra hương thơm nhàn nhạt. nhạt giống như là một viên thuốc màu xanh lục nhỏ như con kiến ấy, chỉ cần là giống được thì đều muốn đứng dậy ngửi ngửi như một chú cún. chương 189, có gì không ổn? Cố huyền như cảm thấy kỳ lại, cái cô bộ trần này sao lại có thể đưa ra loại yêu cầu vô lý như thế được chứ, Giang Hải chính là chồng của cô đó. Nhưng cuối cùng thì cố huyền như cũng vẫn không tiện từ chối, để không ảnh hưởng tới việc hợp tác nên vẫn đồng ý. Giang Hải thì không sao hết, chỉ cười cười, cũng tiếp nhận nhiệm vụ này suy cho cùng thì anh cũng muốn xem xem rốt cuộc thì bộ trần này muốn chơi trò gì đưa bộ trần về tới khách sạn từ đầu tới cuối giang hải vẫn giữ nguyên sự trầm mặc mà bộ trần cũng như thế không hề nói chuyện gì cứ như thế cho tới khi xuống xe thì cả hai người chả ai nói lời nào cả giang hải làm tốt chức trách của một người lái xe nên xuống xe mở cửa cho bộ trần kéo cửa ra bộ trần xuống xe một chân bước hụt rồi ngã nhào xuống xe giang hải không có động tác gì cả cứ như là một con vịt ngốc không có phản ứng gì cứ để cô ta tự ngã như thế nhưng không ngờ bộ trần lại giơ tay ra thuận thế nắm lấy cánh tay của giang hải để cố định cơ thể rất nhanh sau đó thì lập tức buông tay sắc mặt hơi đỏ lên rồi lập tức nói xin lỗi bảo bản thân vô ý mọi thứ đều rất bình thường cũng không sốt sắng mời giang hải đi lên ngồi một chút cũng chẳng thể hiện muốn mời giang hải một cốc trà để cảm ơn cứ chẳng nóng chẳng lạnh đi lên lầu mà giang hải thì quay xe đi về vừa qua được một khúc cua thì giang hải lại đưa mắt nhìn về phía khách sạn lúc này bộ trần đi vào khách sạn mà không hề quay đầu lại có chút thú vị rồi đó rất biết cách tiến lùi tình cảm giữa đàn ông với phụ nữ chính là thứ kỳ diệu nhất bộ trần không gấp không vội từ từ quyến rũ ve vãn giang hải con gái nếu như quá chủ động thì sẽ chẳng có gì khác biệt cả đàn ông cũng sẽ xem thường coi cô ta như một thứ đồ chơi mà thôi cần phải thông qua sự cố gắng mới có được thì mới trân trọng cái mà cô ta muốn chính là tất cả mọi thứ của giang hải cứ chậm rãi từ từ chỉ cần chậm rãi nhử thì giang hải sẽ chủ động có hứng thú với cô ta sẽ quỳ dưới váy cô ta lúc này cô ta đưa ra yêu cầu gì thì giang hải mới không hề do dự mà đáp ứng tình cảm cần phải dùng lửa nhỏ nấu chín từ từ mới khiến người ta cảm thấy khó quên và khó từ bỏ duy chỉ có như vậy thì giang hải mới hài lòng để ký tên sau khi chết thì toàn bộ tài sản mới thuộc về cô ta thời gian ba ngày đã trôi qua rồi giang hải nhìn về phương bắc vào ngày này ở nơi đó lại sẽ tiến hành một vụ giết chóc hàng loạt kiếm của nghiệp gia có phải là đã đói và khát lắm rồi không bên sườn núi Tiểu Anh có một cái thung lũng, ở nơi này, có một lò hỏa táng, những người ở xung quanh cách khoảng mấy chục km đều sẽ tới đây để hóa táng. Mà, ở nơi này, có một quảng trường không nhỏ, đây chính là nơi để tổ chức các hoạt động tế lễ lớn. Có một lôi đài đã được xây dựng ở chính nơi này. Ở phía xung quanh, cũng có rất nhiều chỗ ngồi, trận chiến này, sẽ có rất nhiều người tới xem. Quan sát một trận chiến sinh tử, Đối với một võ giả mà nói thì đúng là cơ hội học tập ngàn năm có một. Những gia đình danh giá ở phương Bắc cũng muốn biết suốt cục nghiệp gia đã mạnh mẽ tới trình độ như thế nào rồi. Hơn nữa, những gia đình danh giá này lại càng muốn nhìn thấy nhà họ Triệu ở phương Bắc sẽ xấu mặt như thế nào khi bị một con chó của nhà mình tự nuôi dưỡng cắn ngược. Để có thể giải quyết nghiệp gia nhanh chóng, quốc hiết cam kết chỉ cần nghiệp gia xuất hiện thì bất kể là thắng hay thua đều sẽ làm một tang lễ thật long trọng cho bàng đại ca cái này cũng chính là nguyên nhân lựa chọn diễn ra trận đấu ở đây nhà họ triệu ở phương bắc đồng thời cũng khởi hành ba đội xe hùng dũng bước tiến vào núi tiểu anh chẳng có ai nào biết được húc thiết đang ngồi trên chiếc xe nào lại chẳng có ai biết được ông chủ của nhà họ triệu người mặt đen tên là triệu thái nhiên có ngồi trên những chiếc xe kia không ông ta có thật sự tới núi tiểu anh hay không mà ông ta sẽ ngồi trên chiếc xe nào nghiệp gia là một cao thủ hiếm thấy một người đã khiến nhà họ Triệu ở phương Bắc liên tiếp đánh giá sai sức mạnh của anh ta. Trong trận chiến của anh ta và Húc Thiết này, ai thắng ai bại rất khó để dự đoán trước. Trong đoàn xe của nhà họ Triệu, hơn phân nửa là xe trống. Trong chuyến đi này có người tài giỏi, nhưng mà số lượng không nhiều. Cho dù có nhiều người tới hơn nữa, thì lúc thật sự ra tay, ngoài việc gây rối chân rối tay ra thì không hề có tác dụng gì, thậm chí còn không thể duy trì trật tự ở hiện trường nữa ngồi trên xe sắc mặt húc thiết âm u có một chiếc hộp đường kính được đặt ở bên cạnh trong chiếc hộp đó chính là thanh kiếm mà đã mười mấy năm nay ông ta không dùng tới kiếm của húc thiết rất sắc bén còn kiếm của nghiệp gia thì lại rất cùn một thanh kiếm thì dũng mãnh một thanh thì lại mềm mại suốt quãng đường đi không có bất cứ sự cố nào ba đoàn xe đi trên ba tuyến đường cùng nhau tiến về phía núi tiểu anh trên đường đi chính là cơ hội tốt nhất để cho nghiệp gia ra tay nhưng mà anh ta lại không làm vậy hoặc là nghiệp gia hoàn toàn không biết được mục tiêu của anh ta đang ngồi trên chiếc xe nào hoặc có lẽ biết rõ bản thân không có bất cứ cơ hội ra tay nào nên mới lựa chọn không xuất hiện khi đoàn xe tới nơi húc thiết vác hộp kiếm trên lưng thẳng bước đến sàn đấu ngồi trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần thế mà lại không hề chào hỏi bất kỳ người nào mà trong đoàn xe thì triệu thái nhiên được gọi là người mặt lạnh kia thì mang theo vẻ mặt thâm trầm, u ám, mắt đeo kính đen, trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ nữa, mang theo dáng vẻ ngại ngùng không thể gặp người khác được. Hôm nay không giống với ngày trước, đám con cháu của những gia đình danh giá kia tới xem trận chiến này đều mồm năm miệng 10 đặt cược thắng thua, ai nấy đều chào hỏi với người nhà họ Triệu. Điều này cũng chính là ý đồ của nhà họ Triệu ở phương Bắc, vốn dĩ cái người mặt đen này là giả, mà người thật thì đang đứng ở phía sau lưng hóa trang thành một ông già. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, tới thời gian đã hẹn mà nghiệp gia vẫn chưa xuất hiện. Húc Thiết có chút vội vàng gấp gáp mở mắt ra, từ từ đứng dậy. Trong đám đông người nhà họ Triệu, Triệu Thái Nhiên thật và Húc Thiết giao tiếp với nhau bằng mắt. Nhưng đúng vào lúc này thì đồng tử của Húc Thiết đột nhiên có rút lại, trong chốc lát cảm thấy có gì đó không thích hợp. người kia người kia chính vào lúc bốn mắt nhìn nhau với ông ta thì khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười châm chọc mỉm mai nghiệp ra với mái tóc bạc phơ và những nếp nhăn hằn lên trên khuôn mặt nếu như không nhìn kỹ thì còn tưởng rằng đó thật sự là một ông già sắp chết mà trong đội ngũ đó của nhà họ triệu ở phương bắc thì toàn là những cao thủ nhất làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một ông già chứ phát hiện ra ánh mắt của húc thiết triệu thái nhiên thuận thế nhìn qua lão già bên cạnh ông ta đang cười mỉm với ông ta mà ánh mắt thì lại mang theo khí lạnh trùng trùng. Cho dù là ngoại hình của nghiệp gia ngày hôm nay đã thay đổi quá nhiều thì người này làm sao có thể mang dáng vẻ như ông cụ già trong thời gian ngắn như vậy chứ? Nghiệp gia quả thật không phải là hóa tráng, mà thật sự đã trở nên già cỗi rồi. Chẳng có ai có thể ngờ tới, cái giá phải trả cho loại bí thuật đó thế mà lại đắt như vậy. Nhưng mà, nghiệp gia không để ý, cuộc sống này của anh ta đã sớm đi tới điểm cuối cùng rồi, cho dù là Diêm Vương nói anh ta còn cả vạn năm tuổi dương thọ nữa thì như thế nào chứ? Hôm nay, nếu như anh ta đã tới đấu trường với cao thủ như nêm này, thì anh ta cũng không hề tính toán sẽ còn sống mà rời đi. Mặc dù tóc của nghiệp gia đều bạc trắng, nếp nhăn ở trên mặt cũng nhiều, nhưng mà đôi mắt kia, mang theo sự hận thủ oán độc kia thì không phải là nghiệp gia thì là ai nữa. Ông ta có thể thông qua ánh mắt mà nhận ra được nghiệp gia, thì nghiệp ra sao lại không thể thông qua ánh mắt mà phát hiện ra, triệu thái nhiên, này là giả chứ. Phút, triệu thái nhiên giật thoát một cái ở đáy lòng nên muốn nhanh chân bỏ chạy, nhưng mà đã muộn rồi, nghiệp ra đã ra tay. Nhưng mà, điều mà nghiệp ra ngạc nhiên là một kiếm này của anh ta lại bị người khác chặn lại. Người cao thủ bên cạnh người triệu thái nhiên đã lĩnh hội được ánh mắt của húc thiết, nên nhanh chóng phản ứng lại, dùng cơ ngực của mình để chống đỡ, đỡ một kiếm cho triệu thái nhiên triệu thái nhiên chỉ bị thương một chút ngoài ra thôi. Chẳng ai biết được, nghiệp gia đã trà trộn vào đội hình từ lúc nào. Rồi đã đi tới bên cạnh người triệu thái nhiên từ lúc nào. Toàn thân nghiệp gia run lên, một tiếng rít của kiếm vang lên, thanh kiếm cùn lại xuất thủ một lần nữa, trực tiếp đâm về phía cổ họng của triệu thái nhiên. Lần đầu tiên không trúng, nếu muốn giết triệu thái nhiên lần nữa thì còn khó hơn lên trời. Mấy người vệ sĩ bên cạnh người thì có hai người đứng ra chặn kiếm của nghiệp gia, còn hai người khác thì đánh nghiêng sườn về phía Nghiệp gia. Máu tươi bắn ra, mà Nghiệp gia đang bị vây công thì lại không hề sợ hãi, trên mặt thì thể hiện sự kinh thường và lạnh lẽo. Đôi mắt đó thể hiện sự khát máu điên cuồng, quyết tuyệt và tàn nhẫn. Máu tươi bắn lên trên mặt của Triệu Thái Nhiên, ông ta bị dọa cả người run rẩy lẩy bẩy, ngã ngồi về phía sau. "Húc Thiết, húc Thiết!" Triệu Thái Nhiên hét lên một cách điên cuồng, nằm bò trên mặt đất chân tay vùng vẫy loạn xị ngầu vội vã lùi về phía sau mà nghiệp ra thì nhảy vọt một bước về phía ông ta những vệ sĩ bên cạnh đều đã chết hết rồi trước khi đến đều đã cầm tiền mua mạng của nhà họ triệu rồi lúc này đều không sợ chết mà lao về phía trước người nào có thể lấy được đầu của nghiệp ra thì cả đời này đều ăn sung mặc sướng một kiếm này của nghiệp ra mang theo sự thù địch tiến thẳng không lùi lại càng mang thêm sự căm thù tràn đầy trong lòng anh ta nhất định phải lấy được đầu của triệu thái nhiên keng một tiếng kêu vang lên anh ta thất bại rồi một kiếm này đã bị một kiếm của húc thiết đánh bật ra thanh kiếm cùn đang chĩa xiên xéo lại sắc mặt nghiệp gia lạnh lùng mà sắc mặt của húc thiết lúc này cũng âm u tới đang sợ ngay dưới mí mắt của mình mà suýt chút nữa thì nghiệp gia đã giết được triệu thái nhiên rồi quả thật là xấu hổ và nhục nhã những khán giả tới từ những gia đình danh giá khác ở xung quanh đều ngây ngốc, làm sao lại đột nhiên đánh rồi, không có ai chú ý tới làm sao lại đột ngột ra tay rồi. Mà nghiệp gia không tới giết, triệu thái nhiên, mà lại chém giết điên cuồng một lão già làm gì. Nhưng, cũng đúng lúc này thì trái tim của húc thiết cũng đang cực kỳ sốc vì nghiệp gia còn mạnh hơn so với suy đoán của ông ta rất nhiều. Cần biết rằng, húc thiết là võ giả có sức mạnh cực đỉnh, cho dù là ở phương Bắc thì cũng là một trong những cao thủ có số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đột nhiên nghiệp ra lại vung ra một kiếm, đánh bay hai người vệ sĩ ra. Lúc này, bên cạnh người nghiệp ra đã có không dưới 5-6 xác chết rồi. Còn có những người đang ngắc ngoài mà chưa chết. Quá nhanh, điều này căn bản không phải là điều mà một võ giả bình thường có thể làm được. Nghiệp ra sao có thể nhanh như vậy được chứ? Đó chỉ là một thanh kiếm cùn mà thôi, vì sao lại còn có thể sắc bén hơn cả thanh kiếm đang ở trong tay mình chứ sức mạnh của anh ta đã hơi hơi có dấu hiệu vượt qua võ giả rồi hoặc là kiếm của nghiệp gia vốn không phải là loại mà võ giả nên dùng húc thiết muốn chiến thắng được nghiệp gia thì cũng không phải là chuyện dễ dàng ba từ cổ võ giả này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của húc thiết tới cả bản thân ông ta cũng bị dọa nhảy dựng lên nếu như nghiệp gia là cổ võ giả thế thì muốn giết hết tất cả người nhà họ triệu ở phương bắc là chuyện không khó. nghiệp gia là cổ võ giả ư? không, tuyệt đối không phải. điều này chính là một cảm giác rất chi là mâu thuẫn. vượt qua võ giả đỉnh cấp rồi mà lại không giống cổ võ giả. đây là võ đạo tu luyện tới cực hạn rồi ư? hay là còn chưa luyện tới trình độ cổ võ giả? nghiệp gia, thật không ngờ là anh lại mạnh như vậy. quốc thiết nghiến răng nghiến lợi hai mắt nheo lại, chỉ là thật đáng tiếc, một thân bản lĩnh như vậy, nhưng ngày hôm nay phải trở thành cắt bụi tại nơi này rồi. Hôm nay, anh chết chắc rồi. Nghiệp gia cười lạnh, nhìn chằm chằm vào triệu thái nhiên. Mục tiêu của anh ta vẫn là triệu thái nhiên như cũ, nếu như phát kiệt mọi thứ, bí thuật cũng được sử dụng tới cực hạn thì việc liều mạng để đổi lấy một mạng của triệu thái nhiên cũng là một ý tưởng không tồi. Nhưng mà, anh ta còn có cơ hội không? Ai sống ai chết, anh nói là được à? cổ tay nghiệp ra hơi động đẩy, thanh kiếm cùn khẽ run lên, phát ra những tiếng vo ve cực mạnh. Rất giống với sát khí trên người nghiệp ra, làm người ta run rẩy. Chiến thắng được húc thiết quá đơn giản, nhưng nếu như muốn giết chết ông ta thì quá khó. Húc thiết chính là một trong những võ giả có sức mạnh nhất, nếu đợi đến khi giết chết được người này thì triệu thái nhiên đã chạy mất dép từ lâu rồi. Ở cách đó không xa, quần áo trước ngực của triệu thái nhiên đã bị nhiễm đỏ hết lên rồi, nếu như một kiếm này tiến về phía trước thêm một tấc nữa thôi thì mạng của ông ta sợ là đã bỏ tại nơi này rồi. Khúc thiết, giết anh ta đi. Người đâu, các người đều lên hết cho tôi, băm nát nó ra cho tôi. chương 190, đến lúc nghiệp ra lãnh cơm hộp. Triệu thái nhiên giống như bị điên vậy, mặt mũi cực kỳ hung ác, gào thét cuồng loạn. Ở đây, bất luận là ai, chỉ cần cắt được cái đầu của tên súc sinh này xuống, tôi sẽ cho 100 triệu, không, 1 tỷ, Tại đó, không ít người đã động lòng, tay trầm chậm, chậm sờ tới vũ khí của mình. Nhưng, không có một ai thật sự ra tay. Thực lực của nghiệp gia lộ rõ rất là mạnh, đến ngay cả húc thiết cũng phải cẩn thận ứng phó, bọn họ xông lên, là chặt đầu người ta hay đưa đầu cho người ta chặt. Nhách mép, nghiệp gia cười chế nhạo. Ngay lập tức đâm ra một kiếm, nhằm thẳng vào yết hầu của triệu thái nhiên. Nhát kiếm này, khí thế hùng tráng. Húc thiết nhấc kiếm lên và đánh bật ra nhìn có vẻ hời hợt, thực ra bàn tay đã tê dần. Kiếm của nghiệp gia dày nặng, còn kiếm của ông ta yêu cầu nhiều là kỹ thuật. Lenh keng, lenh keng, lenh keng. Nghiệp gia liên tiếp ra tay, kiếm sau lại nhanh hơn kiếm trước. Còn húc thiết, lại không lùi về sau. Vừa nãy những người xung quanh vẫn còn muốn ra tay đánh úp, thừa dịp mưu lợi để lấy được một tỷ đó. Hai người giao đấu với nhau, khó phân thắng bại, bọn họ mới phát hiện, đẳng cấp đối kháng này, Bọn họ căn bản không có khả năng nhúng tay. Không có bất kỳ tham dò nào, hai người cứ đánh qua đánh lại, mỗi nhát kiếm đều sát khí ngút trời. Nghiệp gia đột nhiên đổi chiêu vòng qua húc thiết, xoay người, đâm thẳng một kiếm vào Triệu Thái Nhiên. Ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ khiến cho người vừa nhìn thấy đều vô cùng sợ hãi. Không thèm chú ý tất cả, trong mắt chỉ có mục tiêu duy nhất, không có gì so sánh được nỗi sợ hãi của Triệu Thái Nhiên nghiệp gia coi thường không chỉ mạng của triệu thái nhiên còn có mạng của anh ta xoẹt phịch húc thiết một kiếm chém rách cánh tay của nghiệp gia sâu đến mức nhìn thấy xương nhưng nghiệp gia vẫn không buông bỏ nhát kiếm này húc thiết chỉ có thể nhanh chóng ra tay gắng gượng chống đỡ bàn tay chút nữa thì rách ra mũi kiếm có chút run rẩy tay cầm kiếm của húc thiết có một chút mỏi rồi húc thiết chẳng lẽ thế suy sức yếu rồi ư không dựa vào thân thủ linh hoạt của húc thiết hoàn toàn có thể đấu không ngừng nghỉ kiếm của ông ta đường đi chính là đi ở sự khéo léo nhưng nghiệp gia không đợi nổi rồi vì vậy đã dùng bí pháp nâng cao thực lực đối với anh ta mà nói gánh vác quá nặng nói không chừng một lúc nào đó anh ta sẽ đột nhiên phun máu mà chết không thể để ông ta tiếp tục kéo dài nữa nếu như không giết được vậy thì đi đây là cách nghĩ của nghiệp gia hiệu quả tiêu cực của bí pháp đem đến càng ngày càng lớn trong nháy mắt ý thức xuất hiện đôi chút mơ hồ không thể đợi được nữa vung kiếm quay người bỏ đi húc thiết không đuổi theo ông ta đang sợ sợ nghiệp ra lại điệu hổ ly sơn sau đó lại quay lại giết triệu thái nhiên nhưng anh ta thật sự đi được sao nếu như chỉ là húc thiết nghiệp ra muốn đi thì chẳng ai có thể cản nổi anh ta anh này anh có biết hôm nay anh đã phạm phải quy tắc gì không đột nhiên một âm thanh kéo dài truyền đến cách đó không xa có một ông ta cụ già nhếch nhác đứng ở đó nhìn ông cụ giống như người nhặt phe trai trên phố vậy khắp người quần áo rách tả tơi nhưng cho dù một người như vậy ở đó lại không ai có một chút ý xem thường nào bởi vì người này gọi ông đại sao có thể như thế ông đại vậy mà đến đây có người quen biết ông đại ngạc nhiên lên tiếng rất nhiều người không rõ Ai là ông đại, người này? Một cụ già lách thách. Ông đại, tô đại. Người nhà họ lôi ở Tây Cảnh, ở phía Bắc, đại diện cho nhà họ lôi. Ngay cả ông đại mà anh cũng không biết à, tôi nghĩ anh nên chết đi cho rồi. Cho dù không nhận ra vợ của mình, thì cũng phải nhận ra ông đại, không thì một ngày nào đó đắc tội ông ấy, chết cũng không biết tại sao mình chết. Ông đại là cổ võ giả. Nói ra từ cổ võ giả, những người xung quanh lập tức ngậm miệng lại đồng thời hít một hơi lạnh ân oán giữa nghiệp gia và nhà họ triệu sao lại liên lụy đến nhà họ lôi đó còn là cổ võ thế gia nữa lúc nãy ông đại nói quy tắc quy tắc gì vậy cái này thì anh lại không biết rồi cổ võ giả không được ra tay với võ giả không thì cổ võ thế gia sẽ can thiệp vào cũng giống như võ giả không thể tùy ý quyết định sống chết của võ biển bình thường nếu như làm hỏng quy tắc không ai quản thì tốt nếu như có người quản, đánh chết anh cũng chỉ có thể tự trách mình đen đủi, sau khi việc xảy ra ai cũng không được truy cứu. Võ giả nếu như có thể tùy ý ra tay, chỉ dựa vào một mình ông đại thì có thể đánh 100 người chúng ta. Khổ khổ, rất nhiều người không được tiếp xúc với cổ võ giả, càng không hiểu những quy tắc trong đó. Nghiệp gia có nghe qua những quy tắc đó, nhưng khi anh ta ra tay với nhà họ Triệu chưa từng quan tâm đến điều đó, một người muốn chết thì còn để ý đến những quy tắc đó làm gì? quy tắc, nghiệp gia cười gian ác, quy tắc là cái gì? Nghiệp gia vẫn đứng nguyên vị trí, mặt mũi lạnh lùng. Anh ta tất nhiên nghe nói qua về người được gọi là ông đại này, cũng biết, nếu như ông đại muốn giữ anh ta ở lại, thì anh ta cũng không có chút lực nào chống lại được. Bây giờ, di chứng của bí pháp đã phát tác, còn không đi thì đúng phải chết tại đây. Nghiệp gia không sợ chết, chỉ có điều muốn dùng cái mạng của mình, khiến cho nhà họ chịu chịu tổn thất nhiều hơn một chút mà thôi con mắt của nghiệp gia vô cùng lạnh lùng cho dù vết thương trên cánh tay đang chầm chậm chảy máu tươi cho dù anh ta chỉ nhắm mắt một chút là sẽ ngất ra đó nhưng anh ta vẫn không nhận thua chết cũng không chịu nhận thua hôm nay tôi không giữ anh anh cũng không sống nổi bao lâu ông đại nói anh vẫn chưa được tính là võ giả có tính là phá hỏng quy tắc không vẫn còn khó nói nhưng có tôi ở đây đất của phía bắc anh đừng có đến lại lần nữa đây là muốn thả anh ta đi." Nghiệp gia gật gật đầu, vừa mới nhấc chân bước về đằng trước, ông đại lại nói, "Tôi đã cho anh đi chưa?" "Vậy, ông vừa nãy là đang nói giỡn đó hả? Muốn đánh thì ông ta cứ ra tay, không đánh thì tránh đường ra cho tôi." Nghiệp gia sốt ruột rồi, không thể tốn thời gian, anh ta có thể chết bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, nhưng Nghiệp gia vẫn cứ cố gắng nuốt xuống. "Nếu như ông đại muốn đánh vậy thì anh ta chỉ có thể liều chết một trận. Anh ta bằng lòng chết vì chiến đấu còn hơn bị kéo dài thời gian chờ chết. Ông Đại, giúp tôi giết chết anh ta, nhà họ Triệu ở phía Bắc nhất định sẽ đến nhà cảm ơn. Triệu Thái Nhiên gào lên. Đôi mắt hút thiết híp lại, mặt đầy cảnh giác. Nhưng ông Đại vẫn làm thinh, đến nhìn Triệu Thái Nhiên một cái cũng không thèm nhìn. Nói, tâm pháp của anh là ai truyền dạy cho, đã sử dụng bí pháp gì thêm vào đó nữa không thể nói, sắc mặt của nghiệp gia rất khó coi. Anh ta muốn làm nhà họ triệu đến làm phiền Giang Hải, khiến hai người kết thù. Nhưng, anh ta không muốn Giang Hải gặp phải kiểu phiền phức là cổ võ giả này. Tuy rằng anh ta biết, Giang Hải là người tiện tay lấy ra cổ võ tâm pháp, nhất định không đơn giản, nhưng nếu đắc tội với cổ võ thế gia rồi thì những ngày tháng sau này tai họa sẽ không ngừng ngập tới. Dù gì, Giang Hải cũng có ơn lớn với anh ta mượn dao giết người khiến cho nhà họ chịu hận giang hải đã là một việc có lỗi với người có ơn với mình sao anh ta lại có thể khiến cho ấn oán này dính líu đến cổ võ thế gia chứ vậy hôm nay anh không thể đi rồi ông đại bình tĩnh nói tôi muốn xem thử đây là tâm pháp nhà ai lọt ra ngoài thế nghiệp gia liên tục cười khẩy ra vẻ đạo mạo tâm pháp nhà ai lọt ra ngoài thì liên quan gì đến ông lại không phải của nhà họ lôi ông ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng lo chuyện bao đồng. Nghiệp gia đã tận lực, nửa người nhuộm đỏ màu máu tươi, vai cũng dần dần thả lỏng, hít thở cũng trở nên nặng nề. Anh ta biết, cho dù lúc này rời đi, nếu như có người ra tay với anh ta thì anh ta cũng phải chết. Có hối hận cũng muộn rồi, ngàn vạn lần tính, cũng không tính được sẽ có một người là ông đại xuất hiện. Bỗng nhiên nghiệp gia ngẩng mặt lên trời cười gần, nếu như anh ta bắt buộc phải chết tại đây, sao có thế yên ả như vậy mà chết đi được đột nhiên quay người lại nhìn Triệu Thái Nhiên. Đường xuống Hoàng Tuyền, nếu như có Triệu Thái Nhiên đi cùng thì thật tốt, nếu như không có, thì cũng phải lôi mấy người nhà họ Triệu chịu tội thay. Toàn thân Triệu Thái Nhiên run lên, sợ đến run cầm cập, rối ren lấp đằng sau người. Nghiệp ra lấy một hơi, dốc hết sức kìm nén lại, lại một lần nữa phát huy bí pháp, lần này, anh ta chỉ có thời gian một hơi thở, thời gian trôi qua sẽ là cái chết. Gào thét một tiếng, rút kiếm đâm ra đây là một kiếm quyết định anh ta muốn một kiếm hết sức đẩy lùi húc thiết đồng tử của húc thiết đột nhiên co lại hoang mang né tránh nhát kiếm này trừ phi là cứng đối cứng đã không phải chỉ dựa vào kỹ năng mà có thể trốn thoát được hôm nay tôi nghiệp gia nguyền rùa tại đây nhà họ triệu ở phía bắc nhất định phải gặp tai họa gà chó không tha đời con rời cháu nam làm cường đạo nữ làm kỹ nữ kiếm cùn của nghiệp gia vung vẩy điên cuồng Đứng cùng với những dũng sĩ dám hy sinh. Nửa phút, sắc mặt của Nghiệp gia đã đổi thành màu đỏ tím, mà luồng hơi kia anh ta vẫn kìm nén nó từ đầu đến cuối. Ý thức mơ hồ, không có phòng thủ, chỉ có tiến công, những nhát kiếm cứng nhắc vung ra, đã sát hại từng mạng từng mạng sống. Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Thái Nhiên, mắt lộ ra vẻ mỉa mai, chủ của nhà họ Triệu ở phía bắc lại là một người sợ chết như vậy. Phịch, Nghiệp gia ngã xuống một tay chống kiếm, toàn thân run cầm cập, anh ta chậm chậm muốn đứng lên. Phụt, đôi mắt hút thiết sáng bừng lên, biết cơ hội của mình đến rồi, tiến lên một bước, đâm một nhát kiếm. Một kiếm dài đâm từ đằng sau, xuyên qua tim đầu thấu ra ở trước ngực, máu tươi động lại thành dòng, chảy thành một đường ở mũi kiếm. Phù, nghiệp gia đã nhả ra một hơi cuối cùng. Nghiệp gia điên cuồng chém giết, ông đại vẫn thở ơ, chỉ yên lặng quan sát loại bí pháp này thật là đáng sợ, nếu như sử dụng trên người những dũng sĩ quyết tử kia thì sẽ khủng khiếp như nào. Sứ mệnh của nghiệp gia đã đến điểm cuối. Kết thúc. Đến lúc này, hiện trường dường như động lại, những người ở xung quanh im bặt như ve sầu mùa đông. Khúc thiết biết, nếu như ông đại không xuất hiện, nghiệp gia mà rời khỏi thì hậu quả không thể lường được. Nhà họ triệu ở phía Bắc, có thể có cách gì để đối phó với một người sắp trở thành một cổ võ gia? nghiệp gia chính là một người điên, một trận giết loạn bốn phía không có chút trình tự quy tắc nào, nhà họ triệu ở phía Bắc, lẽ nào muốn cả một đời làm con rùa rụt cổ. Nghiệp gia chết rồi, nằm bò trên đất, hai mắt đầy máu, từ đầu đến cuối luôn nhìn theo hướng có triệu thái nhiên ở đó. Kiếm trong tay anh ta, vẫn chỉ hướng về triệu thái nhiên. Chuyện đề cử, chiến thần ở rể chàng rể chiến thần, bất bại chiến thần. Đang hơi hơi mở miệng, dường như đang lặp lại lời nguyền trước lúc sắp chết triệu thái nhiên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhóm mặt đã đen càng đen tối u ám hơn ông ta lập tức ra lệnh xác chết của nghiệp gia thi thể của bàng đại ca tất cả đều mang đi cho chó ăn lúc này húc Thiệt đứng ra ông chủ trước kia tôi có từng hứa chỉ cần nghiệp gia tới thì sẽ tổ chức tang lễ cho bàng đại ca thật long trọng người đã chết rồi anh không ông chủ anh ta đã chết rồi nhưng tôi vẫn chưa chết húc thiết kiên quyết Khúc thiết yêu quý danh tiếng của mình, những lời đã nói ra nhất định sẽ thực hiện. Triệu Thái Nhiên hừ lạnh một tiếng, được người đỡ lên xe rời đi. Cái chết của Nghiệp gia, rất nhanh đã truyền khắp cả phía Bắc, cũng truyền đến tỉnh Hải Đông. Đối với nhà họ Triệu mà nói, chết vẫn chưa hết tội. Đối với rất nhiều dòng họ mà nói, sau này dùng người cần phải cẩn thận, dùng người không nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không dùng. Lần này do nhà họ triệu đánh giá sai thực lực của nghiệp gia, tổn thất nghiêm trọng. Cái giá phải trả càng không thể ước lượng được. Còn tỉnh Hải Đông, bắt đầu từ lúc này, sợ rằng nhà họ triệu đã không còn sức tiếp tục điều khiển rồi. Tin tức này, tất nhiên đã rất nhanh truyền đến thành phố Giang Tư, Giang Hải cũng là người biết sớm nhất. Giang Hải không hề bất ngờ. Đặt điện thoại xuống, Giang Hải nhìn về phía bầu trời phía Bắc. Húc thiết, vẫn là một người đàn ông thật sự audio điện tử võ tấn bền hết chương 190